Tử vi tháng 2 âm lịch của 12 con giáp nhằm vào ngày 3 tháng 3 dương lịch năm 2022. Tháng 2 âm lịch là tháng Mão, tháng này sẽ ít cãi vã và bực dọc hơn so với tháng Giêng, là thời điểm cung đào hoa, con cái, cung tài lộc của tuổi sinh năm 1995, tuổi sinh năm 1983, tuổi sinh năm 1991 và tuổi sinh năm 1979 nở rộ. Những người tuổi Tý như tuổi sinh năm 1996, năm 1984 và tuổi Thìn năm 1988, tuổi Ngọ năm 1990, năm 1978 cần lưu ý vấn đề công việc. Tháng này mọi thứ sẽ hơi đủng đỉnh và chậm chạp, kể cả công việc. Những dự định về công việc có thể diễn ra chậm hơn mong muốn, đặc biệt nên chú ý sức khỏe. Những ngày đẹp trong tháng 2 âm lịch là mùng 4, 12, 20, 21 và 24 âm lịch. Tháng này đẹp cho tuổi Dần và tuổi Thân để tổ chức hôn lễ. 1. Tử vi tháng 1. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của 12 con giáp, tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi, chi tiết chính xác. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Tý. Có hung có cát, dễ đối mặt với nhiều trở lực. Trong tháng 2 này được dự báo có hung có cát với con giáp này, mọi việc nên được tiến hành một cách tuần tự, cẩn thận, tránh những quyết định nông nổi hay vội vàng để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Cục diện tương hình thái tuế là nguyên nhân chính gây nên những biến động trong vận trình của tuổi Tý ở tháng 2 âm lịch này. Theo đó, bản mệnh dễ đối mặt với nhiều trở lực, công việc đang suôn sẻ bỗng phát sinh sự cố, chủ yếu là xuất phát từ vấn đề về con người. Các mối quan hệ xã giao trục trặc, bạn bè có thể trở thành thù địch vì lòng đố kỵ. Ở thời điểm vận trình bất ổn như thế này, bạn nên tỉnh tránh động. Dù làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được sai lầm. Đừng nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lãnh hậu quả khôn lường. Tài vận tăng giảm bất ổn, đầu tư có thu lợi nhưng chưa thật sự bền vững. Thứ tài có lúc khởi vượt, khi lại giảm sức mạnh. Hơn nữa, bản mệnh còn bị hung tinh âm sát đeo bám, nên tránh các dự án đầu tư quá lớn, hãy đợi tới thời điểm thích hợp hơn. Chuyện tình cảm của tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch này nhìn chung vẫn khá ổn định. Chỉ cần bạn kiềm chế cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh, đặc biệt là nữ mạng, hứa hẹn những trải nghiệm tình cảm thú vị. Sức khỏe của con giáp này trong tháng 2 âm lịch không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy vậy, bạn vẫn nên bồi bổ cơ thể bằng một số thực phẩm bổ dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Lúc mệt mỏi hãy cân bằng lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc. Luận về sự nghiệp của tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 cho biết người tuổi Tý bị tương hình án ngữ nên vận trình sẽ lên xuống rất thất thường. Công việc có dấu hiệu trước thuận sau nghịch, bản mệnh phải đối mặt với rất nhiều trở lực. Ở thời điểm hung cát đang xen như này, bạn nên thực hiện những việc đã nằm trong dự tính, kế hoạch sẵn có. Những quyết định nông nổi, vội vàng hay phá cách đều không thích hợp vào lúc này, rất dễ gây ra rủi ro không đáng. Theo đó, Tý dù có lâm quan trợ lực, công việc cũng có thời điểm khởi sắc,
song khó duy trì được phong độ này ổn định cho tới cuối tháng. Khi bạn tưởng mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như thế, thì bỗng chốc có sự cố phát sinh, chủ yếu xuất phát từ vấn đề về con người. Âm sát hung tinh khiến các mối quan hệ xã giao trục trặc, bạn bè có thể trở thành thù địch vì lòng đố kỵ. Do đó, bạn nên chú ý hơn tới các mối quan hệ tại nơi công sở trong tháng này. Đừng quá xa cách nhưng cũng đừng quá dựa dẫm vào một ai đó. Mọi việc nên giữ khoảng cách vừa phải, đôi bên sẽ có ấn tượng tốt về nhau hơn. Đặc biệt, tuổi Tý nên hạn chế chia sẻ các thông tin bí mật của mình với ai đó. Kẻo lòng đa đoan, khó đoán, chưa chắc đối phương đã có chung quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề giống như bạn. Ở thời điểm vận trình bất ổn như thế này, bạn nên tỉnh tránh động. Dù làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được sai lầm. Nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lãnh hậu quả khôn lường. Nếu bản mệnh có kế hoạch lớn nào cần phát triển thì nên chọn thời điểm phù hợp hơn. Nếu cần, bạn có thể tham khảo ý kiến của người thân hoặc bạn bè có kinh nghiệm đi trước. Dù vận trình có điểm hung hại như vậy, nhưng không có nghĩa bạn chỉ có thể chấp nhận khuất phục. Nếu không được may mắn đồng hành, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra vận may cho bản thân bằng sức mạnh tự thân, đừng dễ dàng bỏ cuộc. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu, không ngại gian khó để đạt được niềm mong ước bấy lâu. Mọi chuyện vẫn có thể chuyển biến tích cực khi bản mệnh suy nghĩ thông thoáng và hành sự thận trọng. Luận về phương diện tài lộc của tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch 2022. Do không có tài tinh chiếu mệnh nên đường tài lộc của người tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch này cũng không thật sự lý tưởng như bạn mong muốn. Điềm báo cho thấy tài vận tăng giảm bất thường. Đầu tư có thu lợi nhưng chưa thật sự bền vững. Mặc dù có sao thái âm chủ về điền sản đất đai chiếu mệnh, nhưng điều đó không có nghĩa là tài vận ổn định trong cả tháng. Thứ tài có lúc khởi vượng, khi lại giảm sút đáng kể. Hơn nữa, bản mệnh còn bị hung tinh âm sát đeo bám. Nên tránh các dự án đầu tư quá lớn, hãy đợi tới thời điểm thích hợp hơn nhé. Đặc biệt, người kinh doanh đầu tư nên tính theo đường dài, tránh việc thấy cái lợi trước mắt mà nóng vội kẹo trắng tay lúc nào không hay. Đôi khi phải biết lùi một bước để tiến ba bước, tạm chấp nhận buông bỏ một vài cơ hội nhỏ để chuẩn bị kỹ càng cho cơ hội lớn hơn sau này sẽ giúp bạn được nhiều hơn là mất. Đừng quên trong tháng được thái âm trợ mệnh, vận quý nhân là nữ giới của bạn khá vượng. Nếu cần sự trợ giúp từ ai đó, bạn hãy nhờ một vài bạn nữ của mình tìm hiểu thông tin từ đối phương, họ sẽ trợ giúp bạn tốt trên con đường kiếm tiền. Tháng này, những ai có tâm lý mai rủi tiến hành các trò cờ bạc đỏ đen, chứng khoán, càng nên thận trọng bởi bạn sẽ không gặp may với những quyết định của bản thân. Luận về phương diện tình duyên của tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Ở phương diện tình duyên, mối quan hệ tình cảm của tuổi Tý nhìn chung vẫn khá ổn định, giảm bớt cho bạn rất nhiều nỗi lo trong tháng 2 âm lịch này. Tình cảm đôi lứa có khi cũng sẽ phát sinh chút trở ngại mâu thuẫn, nhưng không kéo dài lâu, sau đó được hóa giải. Quan trọng là cả hai đều sẵn sàng nhường một bước để gìn giữ mối quan hệ thì mọi chuyện rồi sẽ lại êm đẹp. Người có gia đình vẫn luôn biết cách giữ gìn hòa khí nên gia đạo bình yên gắn kết. Chỉ cần bạn kiềm chế cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Người độc thân được thái âm chiếu mệnh, tăng cường nhân duyên, đặc biệt là nữ mạng. Hứa hẹn những trải nghiệm tình cảm thú vị. Những cuộc gặp gỡ trong tháng liệu có nên chuyện hay không phụ thuộc vào quyết định của bạn. Tuy nhiên, nam nữ độc thân vẫn cần lưu ý những đối tượng đang theo đuổi mình, cần biết
phân biệt rõ ràng đâu là tình cảm chân thành, đâu là sự lừa dối. Đừng vì vài lời nói mật ngọt mà dễ dàng bị dắt mũi. Luận về phương diện sức khỏe của tuổi Tý. Sức khỏe của những người tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần này không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Với những ai duy trì đều đặn thói quen sinh hoạt, ăn uống và tập luyện thể thao, sức khỏe rất đảm bảo, hầu như ít ốm đau bệnh tật. Tuy vậy, bạn vẫn nên bồi bổ cho cơ thể bằng một số thực phẩm bổ dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Lúc mệt mỏi hãy cân bằng lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc, học cách sống buông bỏ để bớt phiền não, có như thế sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài. Lưu ý trong tháng có âm sát hung tên xuất hiện, mang theo dấu hiệu xui xẻo như tai nạn bất ngờ hoặc những thay đổi cực lớn về mặt cảm xúc. Bạn nên giữ gìn khoảng cách an toàn cho bản thân khi đi lại hay làm việc chân tay, đặc biệt phải làm chủ cảm xúc của mình trong mọi hoàn cảnh. Cẩm nang vượng vận trong tháng 2 âm lịch đối với từng tuổi Tý. 1. Tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Công việc trước thuận sau nghịch, gặp nhiều trở lực. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. 2. Tuổi Canh Tý mệnh thổ, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Các mối quan hệ xã giao trục trặc, trở mặt thành thù do đố kỵ. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu bạc, màu xám. 3. Tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, nam sao Văn Hán, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Tài vận tan giảm bất ổn, lợi nhuận chưa bền vững. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu đen, màu xanh da trời. 4. Tuổi Giáp Tý mệnh kim, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Chú ý lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh dương. 5. Tuổi Bính Tý mệnh thủy, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Chú ý giữ an toàn cho bản thân, học cách kiềm chế cảm xúc. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu vàng kim, màu ghi. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Sửu chứng minh được vai trò nâng cao vị thế. Tháng 2 âm lịch có nguyệt lệnh lâm quan đới, báo hiệu sự nghiệp của những người tuổi Sửu có chuyển hướng tốt đẹp. Con giáp này ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của bản thân. Tháng 2 âm lịch này đối với tuổi Sửu sẽ là một tháng khá tất bật với nhiều dự định và nhiệm vụ cần thực hiện ngay chứ không để đụng đỉnh được. Chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, năng lực cũng được phát huy cao độ. Tuy nhiên, việc bạn tỏa sáng cũng sẽ khiến bạn rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân sẵn lòng ghen ghét. Tình trạng tranh quyền đoạt thế hay cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra trong tháng 2 âm lịch này. Nếu không đầu tư thời gian, công sức để xử lý hết những chuyện đó, e rằng họa thị phi khó tránh. Tình hình tài chính bình ổn, các khoản thu chính và phụ đều, bạn cũng biết cách chi tiêu cân đối, có đồng vào, có đồng ra. Nhìn chung không lo túng thiếu. Có điều, bạn có thể phải đi lại nhiều trong tháng để giải quyết công việc nên chi phí cũng không nhỏ. Cần tự nhắc nhở bản thân luôn tuân thủ kế hoạch tiết kiệm của mình đã đặt ra. Ngũ hành tháng xung khắc nên chuyện tình cảm của tuổi Sửu phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió.
với người độc thân tình cảm như cá nước chim trời khó nắm bắt. Bạn cũng nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình. Người đã kết hôn cẩn thận đào hoa dữ phá hỏng hạnh phúc gia đình. Tháng này sức khỏe của tuổi Sửu có dấu hiệu sa sút do phải dịch chuyển nhiều hoặc lo lắng suy nghĩ nhiều cho công việc. Tuy nhiên, đó đều là vấn đề đến từ thể chất nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục, thể thao. Luận về phương diện sự nghiệp của tuổi Sửu trong tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch này nhờ có nguyệt lệnh lâm đất quan đới nên đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu có nhiều điểm sáng. Bản mệnh được vận khí ủng hộ, thúc đẩy tinh thần nên làm việc hăng say, nghĩ thật làm thật, cộng thêm với cách thức tiến hành mọi việc chuyên nghiệp, chu toàn, cảm giác tuổi Sửu sẽ dễ dàng gặt hái thành công hơn người khác. Đây cũng là dịp phù hợp để bạn tiến hành hợp tác làm ăn, đầu tư, mở rộng kinh doanh. Có thể chủ động bắt tay làm việc cùng với những đối tác có chung mục tiêu phấn đấu và nhất là đôi bên đều biết giữ chữ tín. Sự hợp tác ấy sẽ sớm mang về lợi nhuận cho cả hai bên. Lại có dịch mã, động tình thôi thúc, hành động. Hầu như bản mệnh không ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng tất bật chạy đôn chạy đáo lo công chuyện. Hãy yên tâm, cái gì cũng có cái giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Bạn càng song sáo chủ động nhận nhiệm vụ, thể hiện bản thân nhiều hơn thì càng dễ được ghi nhận xứng đáng. Có thể thấy con giáp này ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của mình. Tuy nhiên, việc bạn tỏa sáng cũng khiến bạn dễ rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân sẵn lòng ghen ghét. Sự xuất hiện của thiên quan khiến tình trạng tranh quyền đoạt thế hay cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra. Nếu không đầu tư thời gian, công sức để xử lý hết những chuyện đó, e rằng họa thị phi khó tránh. Làm gì bản mệnh cũng cần khiêm nhường và thận trọng, đừng để cái tôi cao ngạo của mình gây điều phiền phức, cản trở thành công. Nếu biết khiêm nhường, hành xử khéo léo và giữ thái độ điềm tĩnh, mọi việc sẽ được tiến hành trôi chảy hơn, bản mệnh sẽ không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Công việc trong tháng khá nhiều, điều đó đồng nghĩa với bạn phải tất bật và bận rộn hơn với nhiều dự án và nhiệm vụ cần thực hiện ngay chứ không thể đụng đỉnh được. Dù vậy, chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh, sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, năng lực cũng được phát huy cao độ. Nhìn chung, thách thức và cơ hội song hành, vượt qua được khó khăn trước mắt, bạn sẽ gặt hái thành quả xứng đáng. Luận về phương diện tài lộc của tuổi Sửu trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Vận trình tài lộc trong tháng 2 âm lịch này của người tuổi Sửu duy trì ở mức ổn định. Nguồn thu nhập chính vẫn dựa vào chính tài, tức khoản thu từ công việc cố định. Tuy cũng có thêm nguồn thu phụ nhưng khá ít vì thứ tài vẫn chưa thật sự khởi sắc. Trong thời gian này, tốt hơn hết bản mệnh nên tập trung thời gian làm công việc chính của mình, đừng ôm đồm quá nhiều việc phụ mà ảnh hưởng chất lượng công việc chính. Đặc biệt, nguyệt lệnh quan đới chỉ hỗ trợ đắc lực cho những ai mạnh mẽ, quyết đoán, còn người do dự để chuyện tình cảm chi phối vào việc làm ăn sẽ khó đạt được những gì mong muốn. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thêm thời gian để học hỏi, tìm tòi sâu kiến thức nhằm nâng cao chuyên môn, rất có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp cũng như làm giàu của bạn. Nhìn chung với cách chi tiêu cân đối của tuổi Sửu, bạn vẫn còn đồng ra đồng vô, không lo túng thiếu. Có điều, dịch mã khiến bạn có thể phải di chuyển nhiều trong tháng để giải quyết công việc nên chi phí cũng không nhỏ. Cần tự nhắc nhở bản thân luôn tuân thủ kế hoạch tiết kiệm mình đã đặt ra.
Có thể con giáp này không mấy thoải mái với việc phải dịch chuyển thường xuyên. Nếu đó là điều cần thiết cho công việc làm ăn thì đừng ngần ngại thử thách bản thân nhiều hơn. Nếu bạn hoạt bát, thể hiện được khả năng tính toán và phát huy bản tính cẩn thận của mình, rất có thể tháng sau bạn sẽ nhận được khoản thu rủng rỉnh cho nỗ lực trong tháng này của mình. Luận về phương diện tình duyên. Xem tử vi tình duyên tháng 2 âm lịch của người tuổi Sửu chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm của con giáp này phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió. Mọi thứ vẫn chưa đâu vào đó với người độc thân. Tình yêu ví như cá nước chim trời khó nắm bắt. Cơ hội vẫn có, song đều là nguyên nhân chủ quan từ phía bạn nên lại trôi tuột mất. Thời gian này bạn khá bận rộn với công việc, không có thời gian và cũng chưa muốn mở lòng để đón nhận tình cảm mới. Sự nghiệp dường như đã chiếm hết quỹ thời gian và mối quan tâm của con giáp này, nên dù có người tiếp cận bạn cũng tỏ ra khá thờ ơ và lạnh nhạt. Nếu chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, bạn cũng nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng, kẻo tự mua dây buộc mình, thậm chí còn ảnh hưởng tới danh tiếng bản thân. Còn người đã kết hôn cẩn thận đào hoa dữ, phá hỏng hạnh phúc gia đình khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Những mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái sẽ đẩy hai vợ chồng xa nhau hơn, dễ nảy sinh tâm lý ra ngoài tìm sự bình yên khác. Tuổi Sửu lại vốn là người sống tình cảm nên bạn cũng rất dễ bị cám dỗ. Những lúc thấy yếu lòng, hãy nghĩ tới việc cảm xúc nhất thời liệu có đáng để bạn đánh đổi hạnh phúc cả đời mình hay không. Luận về sức khỏe của tuổi Sửu trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Nhìn chung thể trạng của người tuổi Sửu trong tháng 2 này vẫn bình ổn, không xảy ra biến động lớn hay mắc bệnh tật nguy hiểm nào. Có chăng chỉ là vì vài tình trạng khó chịu do cơ thể quá lao lực. Tháng này sức khỏe của tuổi Sửu có dấu hiệu sa sút, chủ yếu do dịch chuyển nhiều hoặc lo nghĩ cho công việc. Một số triệu chứng nhắc nhở bạn nên quan tâm hơn tới bản thân như mất ngủ, đau đầu theo cơn, ăn uống kém ngon, đau dạ dày. Tuy nhiên, điều đó là vấn đề đến từ thể chất nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục, thể thao. Cẩm nang vượng vận trong tháng 2 âm lịch năm 2022 của từng tuổi Sửu. 1. Tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Văn Hán. Khẩu quyết: sự nghiệp có nhiều điểm sáng, nghĩ thật làm thật. Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu cà phê. 2. Tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch. Khẩu quyết: đề phòng tiểu nhân gây thị phi, cạnh tranh do sinh lòng ghen ghét. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu nâu, màu xám. 3. Tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú. Khẩu quyết: nên tập trung vào công việc chính để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Ất Sửu, mệnh kim, nam sao Thổ Tú, nữ sao Văn Hấn. Khẩu quyết: chuyện tình cảm phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Thân. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu vàng kim. 5. Tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch. Khẩu quyết: nên cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: màu nâu, màu tím. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Dần. Phúc khí dồi dào, nhiều chuyện vui kéo về.
Trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần cho thấy, nhờ được nhiều các tinh cao chiếu mệnh nên vận trình tháng mới của những người tuổi Dần khá ổn định và nhiều chuyện vui kéo về. Nhìn chung, đây là một tháng bản mệnh đón phúc khí dồi dào và dễ đạt được những thành công như mong đợi. Tâm hội cục lại thêm sao Thái Dương trợ mệnh, công việc của bạn không có nhiều áp lực, nhiệm vụ hoàn thành đúng như dự định, trạng thái tinh thần khá thông thả, tháng này là tháng khai mệnh. Nên đường sự nghiệp ổn định giúp cho con giáp này có đà vững tiến và bắt đầu tính toán đến các kế hoạch lâu dài. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội được trao trong tháng, dù nhỏ nhưng không hẳn là không đáng quý. Nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại của bạn. Mọi thứ đều cần được xây dựng từ căn bản trước thì mới bền vững về lâu dài. Công việc suôn sẻ cũng kéo theo tài lộc thịnh vượng. Nhiều khả năng bạn có được các mối quan hệ tốt nên thời gian này là cơ hội để bạn có thể tìm kiếm những vận may và có được những đối tác tốt cho sự nghiệp của mình. Nếu có gặp trở ngại thì cũng có người giúp đỡ và sớm vượt qua nó. Tháng có thiên diêu chủ đào hoa chiếu mệnh giúp tình cảm như khai hoa kết trái, các cặp đôi dễ nên duyên hòa hợp. Với người độc thân thì vui vẻ, tinh thần phơi phới, nên đây cũng là cơ hội tốt để bạn có thể cải thiện vận mệnh, kết nối tơ duyên của mình. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với bạn trong tháng 2 âm lịch này nên tinh thần cũng rất thoải mái, góp phần cải thiện sức khỏe. Có điều, đừng vì nó tốt mà bạn lãng phí. Hãy biết cách nghỉ ngơi cũng như sử dụng các thực phẩm tốt cho sức khỏe. Lưu ý chế độ cân bằng, nghỉ dưỡng đấy nhé. Luận về sự nghiệp của tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch. Tháng 2 năm 2022 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần được dự đoán sẽ có bước tiến đáng kể. Tam hội xuất hiện mang theo quý nhân phù trợ, bản mệnh đón nhận vận khí đại cát đại lợi, hỷ khí dồi dào, gặp may mắn trên nhiều phương diện. Công việc trong tháng không có nhiều áp lực, kế hoạch đặt ra đều được hoàn thành theo đúng dự định. Tiến trình công việc nhìn chung thuận lợi, gặt hái thành quả không tồi. Cũng nhờ thế, trạng thái tinh thần của những chú hổ khá thông thả. Điềm báo tử vi cho thấy nam mạng sẽ có nhiều lợi thế hơn cả nhờ được Thái Dương các tinh hỗ trợ, năng lực hành động của bạn tăng cao. Con giáp này dám nghĩ, dám làm, tràn đầy nhiệt huyết trong công việc, càng dễ dàng có được hiệu suất làm việc cao. Tháng này là tháng khai vận nên đường sự nghiệp ổn định giúp cho con giáp này có đà vững tiến và nắm bắt tính toán để các kế hoạch lâu dài. Bạn cũng có thêm sự tự tin để theo đuổi lý tưởng của mình. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội được trao trong tháng, dù nhỏ nhưng không hẳn là không đáng quý, nó sẽ giúp bạn giữ vững được vị trí hiện tại. Mọi thứ đều cần xây dựng từ căn bản đến mới được lâu dài. Đây cũng là tháng phù hợp để những người tuổi Dần thúc đẩy và nâng cấp các mối quan hệ xã giao, tạo đà thuận lợi hơn nữa cho tiến trình thăng tiến về sau. Không phải lúc nào cũng có sẵn lợi thế như hiện tại, bạn nên trân trọng những gì mà mình có được trong ngày hôm nay. Có điều bản mệnh cần hết sức lưu ý, làm gì cũng cần hạn chế bớt cái tôi của mình, phải khiêm tốn, chứ đừng phô trương thái quá hoặc tỏ ra ngạo mạn khinh thường người khác, kẻo tự chuốc họa vào thân. Luận về phương diện tài lộc của tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Tài lộc trong tháng 2 âm lịch này, vận trình tài lộc của bản mệnh khởi sắc hơn. Một mặt được vận khí ủng hộ, mặt khác lại có tam hội quý nhân trợ lực. Con đường kiếm tiền làm giàu, băng băng cảm giác trôi chảy bất ngờ. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ cũng kéo theo tài lộc thịnh vượng. Nhiều khả năng bạn có được các mối quan hệ tốt nên thời gian này là cơ hội để bản mệnh có thể tìm kiếm những vận may và có những đối tác tốt cho sự nghiệp của mình.
Nếu có gặp trở ngại thì cũng có người giúp đỡ và sớm vượt qua. Hơn nữa, mộc dục mang tới nhân duyên tốt đẹp, còn giáp này có thêm nhiều mối làm ăn khả quan, các hợp đồng được ký kết thuận lợi hơn, giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như bản thân. Nhìn chung, chính tài đường lúc vượng, chỉ cần bạn tập trung làm tốt công việc chính, đầu tư thời gian và công sức, nỗ lực không ngừng nghỉ thì chẳng cần phải ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng khác vẫn có thể dư dả trong chi tiêu. Tuy nhiên, dù có tiền bạc trong tay thì bạn cũng nên cẩn trọng trong việc chi tiêu, đừng vung tài quá tráng. Với người làm kinh doanh buôn bán, đây cũng là một tháng mua may bán đắt với bạn. Các đơn hàng được xử lý trơn tru, nhập vào hay xuất ra đều đạt được doanh thu khả quan. Tuy nhiên, dù thử tài có dấu hiệu ổn định hơn so với tháng trước, tuy nhiên, đầu tư mạo hiểm vẫn có thể dẫn tới phá tài bất cứ lúc nào. Nhất là các hạng mục như chứng khoán, tiền ảo, tỷ lệ lỗ nhiều hơn là lãi, nên biết cách dừng đúng thời điểm. Luận về phương diện tình cảm của tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch. Bước sang tháng mới, tuổi Dần được cả mộc dục và thiên diêu chủ đào hoa chiếu mệnh, nên nhân duyên khởi vượng hanh thông, đi đến đâu cũng có người yêu kẻ mến. Các tình không chỉ xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc mà còn đem đến cho bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống thường ngày. Những cuộc gặp gỡ xã giao diễn ra hài hòa, vui vẻ, giúp tinh thần của bạn khá thoải mái. Người độc thân sẽ được lợi hơn cả khi có đào hoa tác động. Bản mệnh có thêm nhiều cơ hội thoát kiếp độc thân, kết nối tơ duyên của mình, chủ động nắm bắt. Tình cảm như khai hoa kết trái, các cặp đôi dễ nên duyên, hòa hợp. Nếu cảm thấy tình cảm chín muồi, hai bạn có thể tính chuyện lâu dài, hợp thức hóa mối quan hệ để có thể sớm chiều quan tâm và chăm sóc cho nhau. Các cặp vợ chồng đôi khi xảy ra lời qua tiếng lại vì vấn đề tài chính, nuôi dạy con cái hay những quan điểm trái ngược, nhưng cũng có chuyện thường tình. Quan trọng là cả hai biết nỗ lực vun đắp cho nhau, cho mái ấm gia đình của mình thì mọi thứ sẽ được chuyển biến tốt đẹp hơn thôi. Luận về sức khỏe của tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch. Tin vui là sức khỏe của tuổi Dần cũng không có gì đáng lo ngại. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với bạn trong tháng 2 âm lịch này nên tinh thần cũng rất thoải mái. Tâm trạng vui tươi là một trong những liều thuốc bổ duy trì sức khỏe dồi dào cho con giáp này. Vì thế, dù công việc hay cuộc sống có tạo ra áp lực đến mấy, bạn cũng có thể tiết chế cảm xúc, điều chỉnh tâm thái bình tĩnh, bình thản đối phó. Nhưng cũng đừng vì thế mà thấy thể trạng sung mãn mà chủ quan và lãng phí sức khỏe. Hãy biết cách nghỉ ngơi cũng như sử dụng các thực phẩm tốt cho sức khỏe. Lưu ý chế độ cân bằng, dinh dưỡng, đấy nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Canh Dần, mệnh mộc, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Đường công danh sự nghiệp có bước tiến đáng kể nhờ quý nhân phù trợ. Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: màu nâu, màu xanh lá cây. 2. Tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Nên chủ động nắm bắt các cơ hội được trao trong tháng. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: màu đen, màu trắng. 3. Tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Con đường kiếm tiền, làm giàu thuận lợi băng băng. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Thân. Màu sắc may mắn: màu xanh rêu, màu xanh nước biển. 4. Tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Nhân duyên khởi vượng hanh thông, đón nhiều niềm vui. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: màu đen, màu xanh da trời.
Năm tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết: tinh thần thoải mái, tâm trạng vui tươi, giúp sức khỏe dồi dào. Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu xanh lam. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Mão, vận trình như ý, hài lòng với thực tại. Theo tử vi tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp âm lịch, bước sang tháng mới, người tuổi Mão được nguyệt đệnh Lâm Đế Trường Sinh ủng hộ nên vận trình được như ý. Trạng thái tinh thần của con giáp này cũng có nhiều khởi sắc tích cực, cảm thấy hài lòng về những gì mình đang có. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh sẽ gặp được nhiều điều may mắn, chủ yếu đến từ những cơ hội bất ngờ. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải nhanh nhạy nắm bắt vận trình, đừng để cho mọi thứ trôi qua rồi mới nuối tiếc thì chẳng thể làm gì hơn. Nhìn chung, mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp và tuổi Mão sẽ bình tĩnh chinh phục được những nấc thang quan trọng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng, bạn cũng có thể chọn ngày quan đạo ngay trong tháng này để tiến hành. Có tài tinh chiếu mệnh nên tài chính cũng được thăng tiến hơn. Cả thu nhập chính và thu nhập phụ của những người tuổi Mão đều có những dấu hiệu tăng tiến rõ rệt vào thời điểm này. Bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau, phát huy được những năng lực tiềm ẩn từ trước tới giờ chưa hề biết tới của mình. Công việc thuận lợi, thu nhập tăng giúp bạn phấn chấn, nhưng vận trình tình cảm khiến cho con giáp này có đôi lúc đăm chiêu. Đôi bên nên có sự bình tĩnh khi đối thoại với nhau, rõ ràng là lấy sự khoan dung làm chủ, dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn mới mong giữ được tình cảm. Tháng có ngũ hành mộc phượng nên bạn cũng cần phải để tâm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chức năng của gan. Bạn cần cân bằng chế độ dinh dưỡng trong bữa ăn, nghỉ ngơi nhiều hơn để có sức khỏe tốt nhất và làm việc cũng nên cẩn trọng, tránh hỏa huyết quang. Luận về sự nghiệp của tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Trong tháng Quý Mão nên năm Nhâm Dần này, tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 đối với người tuổi Mão dự báo sự nghiệp của con giáp này phát triển rất thuận lợi nhờ có nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh. Đường quan lộ mưu cầu công danh trong tháng của tuổi Mão gần như không gặp bất cứ trở ngại nào. Vận khí đang trên đà khởi vượng, bản mệnh dễ có quý nhân nâng đỡ. Quá trình làm việc suôn sẻ, hiệu suất cũng được nâng cao đáng kể. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp trở thành hiện thực. Bạn làm việc không nhiều áp lực, lại có người tương trợ nên có thể sớm hoàn thành được các kế hoạch cũng như dành được chút thời gian để chăm sóc bản thân tốt hơn. Nhờ đó trạng thái tinh thần của người tuổi này cũng có nhiều khởi sắc tích cực, cảm thấy hài lòng về những gì mình đang có. Tuy nhiên, khi đã đạt được thành tích tốt, bạn cũng nên học cách khiêm tốn, chủ động tiếp nhận các công việc khó khăn hơn nữa, không ngừng bứt phá giới hạn của bản thân. Càng có tham vọng, bạn càng chinh phục được những đỉnh cao mới. Nhìn chung tháng này là thời điểm mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp và tuổi Mão sẽ bình tĩnh chinh phục được những nấc thang quan trọng. Khi đó, đừng quên đặt ra cho mình những đích đến xa hơn hay mục tiêu dài hạn. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng, bạn cũng có thể chọn ngày quan đạo ngay trong tháng này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu có thể khiến bạn lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được mục tiêu của mình. Nhưng bạn cũng nên nhớ, vận khí biến thiên không ngừng, may rủi ra sao chưa thể lường trước mọi thứ. Mọi điều có thể thay đổi vào phút chót nếu bạn chủ quan, nhất là khi trong tháng có thái tuế hung tinh ẩn tàng. Bạn vẫn nên chú ý tới tính chắc chắn và an toàn khi tiến hành việc quan trọng.
Luận về phương diện tài lộc của tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Không chỉ công việc, đây được dự báo cũng là một tháng có nhiều niềm vui tài chính sẽ đến với con giáp này. Vận khí được cả nguyệt lệnh trường sinh và tài tinh chiếu mệnh thúc cho tài lộc dồi dào. Không sớm thì muộn, công việc, kế hoạch mà người tuổi Mão đang theo đuổi cũng sẽ gặt hái trái thơm quả ngọt. Vậy nên nếu hiện tại đang gặp khó khăn cũng đừng vội vàng nản chí. Mọi thứ trước mắt chỉ là tạm thời. Người kiên trì theo đuổi tới cùng sẽ là người nhận được điều xứng đáng. Theo đó, nhờ có thực thần đứng bóng nên bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Hãy nhanh chóng nắm bắt để sau này không phải hối tiếc về bất cứ điều gì. Cả thu nhập chính và thu nhập phụ của con giáp này đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt vào thời điểm tháng 2 âm lịch. Bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn thu khác nhau, phát huy được những năng lực tiềm ẩn từ trước tới giờ chưa hề biết tới của mình. Những người làm công ăn lương có thu nhập bằng khả năng ngoại giao khéo léo của mình, bạn đang nắm trong tay một nguồn khách hàng tiềm năng, chỉ cần mạnh dạn tư vấn và khai thác, đảm bảo sẽ ký kết được nhiều hợp đồng giá trị hơn. Tiền hoa hồng được thưởng nhờ vậy cũng tăng gấp nhiều lần so với thời gian trước. Khi đã có tiền bạc dư dôi, bản mệnh cũng nên có cách dùng tiền một cách hợp lý để tài lộc ngày càng sinh sôi nảy nở. Hãy chia ra làm nhiều khoản. Ngoài khoản tiết kiệm cho tương lai, thì số tiền còn lại để tiến hành đầu tư hay mở rộng thêm quy mô sản xuất, cải thiện, kỹ thuật. Luận về phương diện tình duyên của tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch. Công việc thuận lợi, thu nhập tăng tiến giúp cho tuổi Mão phấn chấn, nhưng vận trình tình cảm khiến bạn có đôi chút đăm chiêu. Các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu sẽ chịu nhiều tác động hơn cả. Đôi bên nên có sự bình tĩnh rõ ràng khi đối thoại với nhau và lấy sự khoan dung làm chủ, dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn mới mong giữ được tình cảm. Các cặp vợ chồng được nguyệt lệnh hỗ trợ, tần suất mâu thuẫn cãi vã giảm đi trông thấy. Có lẽ gánh lo cơm áo gạo tiền đôi khi khiến đôi bên xa cách lạnh lùng, nhưng miễn là cả hai luôn hướng về nhau cùng vun đắp hạnh phúc gia đình, đảm bảo tình yêu luôn gắn kết thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Một số cặp vợ chồng có thể đón tin vui con cái như ý nguyện. Tin mừng có thể đến từ ngay đầu tháng, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận. Vận đào hoa của người độc thân tốt, có cơ hội gặp gỡ người này người kia. Tuy nhiên, bạn không nên để những lời nói mật ngọt làm mờ mắt. Thái độ dứt khoát, tránh những mối quan hệ mập mờ cũng sẽ giúp cho con giáp này hạn chế được những rắc rối tình cảm không đáng. Luận về phương diện sức khỏe của tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Phương diện sức khỏe của người tuổi Mão bình ổn, không có nhiều biến động nào đáng lo ngại. Tuy nhiên, tháng có ngũ hành mộc vượng nên bạn cũng cần để tâm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chức năng của gan. Bản mệnh chỉ cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan thì không lo bệnh tật tìm đến. Đồng thời làm gì cũng nên cẩn trọng, tránh họa huyết quan. Sau đây là cảm năng vượng vận trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần của người tuổi Mão. 1. Tuổi Tân Mão, mệnh mộc, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, đường quan lộ mưu cầu công danh, không gặp bất cứ trở ngại nào. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh da trời. 2. Tuổi Quý Mão, mệnh kim, nam sao vân hẳn, nữ sao khẩu quyết. Thời điểm lý tưởng để mạnh dạn các hạng mục còn đang dang dở. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu xám, màu xanh lá. 3. Tuổi Ất Mão, mệnh thủy, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết,
cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu vàng, màu xanh dương. 4. Tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu huyết. Các cặp đôi nên có sự bình tĩnh khi đối thoại với nhau. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu xanh nước biển, màu tím. 5. Tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, nam sao Phân Hớ, nữ sao La Hầu, khẩu huyết. Cần để tâm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chức năng của gan. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh lá cây. Tử vi tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Thìn, chịu thách thức không nhỏ, tâm trạng bất ổn. Người tuổi Thìn có thể sẽ phải chịu nhiều thách thức không nhỏ khi bước sang tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần do bị hại thái tuế án ngữ. Vì thế mà tâm trạng của bạn bất ổn, vui buồn thất thường, dễ dẫn đến vạ miệng nếu không kiểm soát được bản thân. Công việc trong tháng tăng cả khối, lượng, lẫn, độ khó. Áp lực kèm theo không nhỏ, nhưng kế hoạch cũng không hề ít nếu bản mệnh đủ kiên trì và quyết tâm tới cùng. Ngoài ra, bạn cũng phải chú ý điều hòa mối quan hệ tại nơi làm việc. Thực tế, vận khí trong tháng không quá bết bát nhờ những nhiều các tin tương trợ, giảm bớt phần nào hung hiểm cho tuổi Thìn. Do có Thìn Mão tương hại nên bạn vẫn có cơ hội chuyển mình. Chỉ cần bạn làm đúng theo kế hoạch đề ra, cẩn thận, tỉ mỉ và không ngừng học hỏi, duy trì thái độ cầu tiến, tiến trình phát triển sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tài lộc có dấu hiệu chững lại, cũng không tăng, không giảm. Một số kế hoạch đầu tư kinh doanh cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hơn. Cách làm cứng nhắc, thiếu sự cải tiến có thể khiến bạn mất nhiều hơn là có được. Cục diện tương hại nhắc nhở bản mệnh cần đặc biệt lưu ý tới phương diện tình cảm, chú ý tiết chế cảm xúc, giữ không khí gia đình hài hòa, tránh xảy ra mâu thuẫn cãi vã với người thân trong nhà, nhất là thái độ của bậc con cháu với bề trên. Người độc thân cần dành thêm thời gian chăm chút cho bản thân, cuộc sống chỉ toàn công việc không hẳn là điều tốt. Đừng dễ dàng đánh mất hạnh phúc vốn đã hiện hữu bên cạnh bạn chỉ vì sự bàng hoàng và hờ hững của bản thân. Về sức khỏe, những người tuổi Thìn cũng không có được nền tảng thể chất sung mãn nhất, áp lực công việc lớn, cuộc sống còn nhiều nỗi lo khiến sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu giảm sút, đôi khi nó còn ảnh hưởng tới công việc và sinh hoạt của con giáp này. Luận về sự nghiệp của tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Tử vi tháng 2 âm lịch này, với người tuổi Thìn, chắc hẳn đây là một tháng khá lu bu và nhiều áp lực đối với tuổi Thìn. Bởi bản mệnh gặp tháng tương hại với địa chi của bản mệnh nên khó khăn bủa vây và là điều tất yếu. Công việc chiếm chủ yếu mối quan tâm của tuổi Thìn trong tháng, khối lượng công việc trong ngày càng tăng, kèm theo đó là áp lực tiến độ, chất lượng, ảnh hưởng không nhỏ về mặt tinh thần của những chú rồng. Nhiều việc ập tới cùng lúc đôi khi khiến bạn trở tay không kịp nên cách giải quyết khá bất cập. Càng những lúc như vậy, bạn cần phải bình tĩnh mới đủ tỉnh táo và sáng suốt để tháo gỡ ổn thỏa. Tâm trạng của bạn khá bất ổn, vui buồn thất thường, dễ dẫn tới vạ miệng nếu không kiểm soát được bản thân. Do đó, khi xử lý công việc, bạn cần đặc biệt chú ý thái độ trong giao tiếp, hãy tỏ ra khiêm nhường, thận trọng hơn là khoa trương, mạo hiểm, kẻo sẽ khiến vận tiểu nhân hoành hành, gây điều phiền muộn, cản trở sự phát triển của sự nghiệp. Có thể thấy công việc trong tháng này tăng cả về khối lượng lẫn độ khó,
áp lực kèm theo không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng không hề ít nếu bản mệnh đủ kiên trì và quyết tâm tới cùng. Thực tế, vận khí trong tháng không quá bất bác nhờ được nhiều các tinh là chính quan tương trợ, lại thêm nguyệt lệnh lâm dưỡng, giúp giảm bớt phần nào các hung hiểm của thìn mão tương hại, nên bạn vẫn có cơ hội để chuyển mình. Lời khuyên dành cho con giáp này là bạn chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đề ra, cẩn thận, tỉ mỉ và không ngừng học hỏi, duy trì thái độ cầu tiến trình phát triển sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Với những việc khó nhằn, hãy cố gắng vui vẻ và chấp nhận nó. Những việc làm cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi. Bạn cũng có thể nhờ tới sự hỗ trợ của mọi người hay xin lời khuyên để cải thiện vận trình của mình. Luận về phương diện tài lộc của tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tử vi tháng 2 âm lịch này của người tuổi Thìn được dự báo do không có tài tinh chiếu mệnh, công việc lại nhiều điều bấp bênh khiến tài chính của con giáp này có dấu hiệu chững lại, không tăng cũng không giảm. Tương hại nhắc nhở bạn cần tính toán thận trọng hơn, để ý tới các con số trong hợp đồng, tránh sai sót, nếu không bạn phải bỏ tiền túi ra để đền bù. Những hạng mục có quy mô lớn hay giàu tính mạo hiểm có thể không quá thích hợp trong tháng này, vì thế bạn trở nên đâm đầu mù quáng, kẻo mất tiền nhanh chóng. Tháng có nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, một số kế hoạch đầu tư kinh doanh cũng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hơn. Cách làm cứng nhắc, thiếu sự cải tiến có thể khiến bạn mất nhiều hơn là có được. Nếu trong tháng có nhận được lời nhờ vả, vay mượn hay rủ rê đầu tư tiền từ người khác, bạn nên căn cứ vào khả năng giúp đỡ của bản thân cũng như mức độ thân sơ của đôi bên. Đừng vì cả nể hay muốn níu giữ một mối quan hệ vốn không có ảnh hưởng tích cực đến bạn mà phải làm mọi việc theo ý của đối phương. Ngoài ra, tuổi Thìn cũng nên thay đổi thói quen chi tiêu, đừng phóng khoáng quá đa rồi tới lúc phải đi vay mượn tiền nong rất phức tạp. Lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng và nhắc nhở bản thân tuân theo một cách nghiêm túc sẽ giúp bạn bảo vệ được tài sản tích góp của bản thân. Luận về phương diện tình duyên của tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Bước sang tháng Quý Mão, ảnh hưởng từ hại thái tuế sẽ tác động khá mạnh đến phương diện tình cảm. Các mối quan hệ của người tuổi Thìn, do đó, dù đã kết hôn hay còn độc thân, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Các cặp đôi cũng vì quá mải mê với công việc nên bạn chẳng còn tâm trạng nào để ý tới chuyện tình cảm của mình. Đó là lý do hai người trở nên xa cách dần, tình cảm nhạt phai. Tình yêu lúc có lúc không, bản thân bạn cũng chẳng còn tích cực hay chủ động trong mối quan hệ hiện tại. Chẳng những vậy, đôi bên còn dễ xảy ra những trận khắc khẩu, tranh luận gay gắt chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Tuy vấn đề xuất phát từ đôi bên thì cả hai đều cần phải xem xét lại bản thân. Song, chính con giáp này cũng phải tự nhắc nhở bản thân chú ý tiết chế cảm xúc, giữ không khí gia đình hài hòa. Bậc con cháu cũng phải chú ý thái độ với bề trên. Khoảng cách thế hệ khiến đôi bên có nhiều quan điểm trái ngược, nhưng cũng không đáng để đánh mất hòa khí trong gia đình. Vận trình tình cảm của những người độc thân cũng không hề khả quan. Bạn cảm thấy khó khăn trong việc mở lòng với ai đó. Đôi khi bạn trở nên kiêu căng hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của những người xung quanh. Thời gian này hãy dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân. Cuộc sống chỉ toàn công việc không hẳn là điều tốt. Đừng dễ dàng đánh mất hạnh phúc vốn đã hiện hữu ngay bên cạnh bạn chỉ vì sự bàng quan và hờ hững của bản thân. Luận về phương diện sức khỏe của tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Về sức khỏe, những người tuổi Thìn cũng không có được nền tảng thể chất sung mãn nhất trong tháng Quý Mão này. Áp lực công việc lớn,
Cuộc sống cũng có nhiều nỗi lo là nguyên nhân chính khiến sức khỏe của người tuổi này lao dốc. Bạn có thể gặp một số triệu chứng khó chịu như cơ thể uể oải, ăn uống kém ngon, ngủ không được sâu giấc, thường tỉnh giấc vào buổi đêm hoặc gần sáng và khó ngủ trở lại. Việc đầu tiên bạn cần làm là thay đổi thói quen ăn uống và đi ngủ sớm. Đã về đến nhà thì đừng toan tính chuyện công việc, để đầu óc thảnh thơi, tinh thần thoải mái thì sức khỏe mới sớm được cải thiện. Ngoài ra, dù bận rộn tới đâu, bạn cũng nên dành chút thời gian trong ngày để nghỉ ngơi, chơi thể thao, lấy lại nguồn năng lượng đã mất. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thìn trong tháng 2 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Khối lượng công việc ngày càng tăng, kèm theo áp lực, tiến độ. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 2. Tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Tâm trạng bất ổn, dễ dẫn tới vạ miệng nếu không kiểm soát bản thân. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn, màu tím, màu đen. 3. Tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hấn, khẩu quyết. Tài chính có dấu hiệu chững lại, không tăng cũng không giảm. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 4. Tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Dù đã kết hôn hay còn độc thân, đều cần hết sức lưu ý chuyện tình cảm. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 5. Tuổi Canh Thìn, mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Áp lực công việc và nỗi lo cuộc sống khiến sức khỏe lao dốc. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Tý. Màu sắc may mắn, màu đen, màu hồng. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ, thời điểm để xác lập kế hoạch dài hơn. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ cho thấy đây có thể được coi là tháng để người tuổi Tỵ xác lập thai nghén cho những kế hoạch dài hơn của mình trong cả năm. Đồng thời, bạn cũng nên mạnh dạn từ bỏ một cách dứt khoát những điều không còn phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại để dành thời gian quý báu cho những điều thật sự có ý nghĩa. Nguyệt lệnh lâm đất thai sẽ cho bạn động lực để lên kế hoạch cho sự nghiệp, bởi đó đóng vai trò như một tấm bản đồ cho tương lai, dẫn dắt bạn đi đúng hướng và cũng biết mình cần phải làm gì, làm như thế nào. Tấm bản đồ này sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn về công việc hiện tại cũng như những bước chuyển sắp tới. Tuy nhiên, vận khí chưa thật sự ổn định lại ám tàn hung nguy hiểm do thiên cẩu hung tinh quanh hành. Do đó, bạn vẫn nên thận trọng với những việc bản thân định thực hiện. Mạo hiểm không phải là quyết định khôn ngoan ngay vào lúc này. Tháng có chính tài đứng bóng sẽ mang tới cho những người tuổi Tỵ đường tài vận khá sáng. Mọi thứ chỉ cần tiến hành tuần tự, nắm chắc an toàn thì tiền sẽ đổ về tuổi con giáp này. Bên cạnh đó, nguy cơ hao tài vẫn sẽ xuất hiện ra bất cứ lúc nào, đòi hỏi bản mệnh phải biết cách chi tiêu khoa học và tránh đầu tư mạo hiểm. Tử vi tháng 2 âm lịch này, những người tuổi Tỵ cho thấy vận tình duyên khá sáng rõ và dễ có được những chuyển biến tích cực. Những mối quan hệ gia đình khá vui vẻ, hòa đồng, chuyện tình cảm cá nhân êm đềm và không có điều gì phải lo nghĩ. Tháng này có thể bạn cũng sẽ có lộc xuất phát, xuất hành, vui chơi nữa đấy. Tháng 2 âm lịch này, tuổi Tỵ không phải lo lắng về vấn đề sức khỏe. Tinh thần của những chú rắn
hoàn toàn phấn khởi, sức khỏe dồi dào, không ốm đau, bệnh tật. Tuy nhiên, vẫn nên áp dụng các chế độ dinh dưỡng theo mùa để tăng cường sức khỏe, tránh nóng giận thái quá mà tổn hao đến sức khỏe. Luận về phương diện sự nghiệp của tuổi Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Xem tử vi tháng 2 âm lịch đối với tuổi Tỵ, nguyệt lệnh lâm đất thai dự báo đây sẽ là tháng để con giáp này xác lập thai nghén cho những kế hoạch dài hơn của mình trong cả năm nay. Bản mệnh vốn là người có tham vọng nhưng đôi khi làm việc khá bản năng, làm đến đâu hay đến đó, không có một kế hoạch cụ thể hay hệ thống rõ ràng về những việc mình cần thực hiện. Nếu biết tận dụng cơ hội đang có và lên kế hoạch cho bản thân từ trước thì có thể hình dung ra được mục tiêu của bạn như thế nào, làm như thế nào để có thể đạt được và cần phải làm những gì. Hơn nữa, bạn cũng cần làm mọi thứ theo một trình tự nhất định, vì thế điều cần thiết ở đây là bạn nên biết bản thân mình nên bắt đầu từ đâu. Các kế hoạch này đóng vai trò như một tấm bản đồ cho tương lai, dẫn dắt bạn đi đúng hướng và cũng biết mình cần phải làm gì, làm như thế nào. Tấm bản đồ này sẽ giúp cho những chú rắn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn về công việc hiện tại cũng như những bước chuyển sắp tới. Bên cạnh đó, một kế hoạch rõ ràng về tương lai để phát triển bản thân sẽ giúp cho bạn hệ thống lại suy nghĩ của mình. Nếu bạn chỉ suy nghĩ trong đầu, có thể sẽ bỏ dở những chi tiết cần thiết và quan trọng, từ đó sẽ không thực hiện được chiến lược thực tế để hoàn thành mục tiêu đó. Nếu cảm thấy khó khăn và không biết nên lập kế hoạch từ đâu, bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ người có kinh nghiệm và đáng tin cậy. Có sự tương trợ của tả phù, những ý kiến chỉ điểm nhắc nhở từ đối phương sẽ giúp cho bạn có thêm kinh nghiệm biết mình cần làm gì. Đồng thời, bạn cũng nên mạnh dạn từ bỏ một cách dứt khoát những điều không còn phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại để dành thời gian quý báu cho những điều thật sự có ý nghĩa. Như vậy, bạn mới có thể phát triển rực rỡ hơn mà không bị bất cứ thứ gì ngán đường. Tuy nhiên, vận khí chưa thật sự ổn định, lại ám tàn hung hiểm do thiên cẩu hung tinh hoành hành. Do đó, con giáp này nên thận trọng với những việc bản thân định thực hiện. Mạo hiểm không phải là quyết định khôn ngoan ngay lúc này. Đặc biệt, khi làm việc liên quan đến hợp đồng, văn bản quan trọng, bạn cần chú ý rà soát tỉ mỉ, tránh xảy ra sai sót về số liệu dẫn tới tổn thất tiền bạc, ảnh hưởng cả tiền đồ của bản thân. Luận về phương diện tài lộc của tuổi Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tháng có chính tài đứng bóng nên mang tới cho những người tuổi Tỵ đường tài vận khá sáng. Mọi thứ chỉ cần tiến hành tuần tự, nắm chắc an toàn cộng với chi tiêu thông minh thì tiền sẽ đổ về tuổi con giáp này. Tuy nhiên, tài khí khá bấp bênh do chịu tác động từ hung tinh thiên cẩu. Tiền kiếm được phút trước có thể hao tán ngay phút sau, đòi hỏi bản mệnh phải tính toán và giữ tiền cẩn thận. Thời điểm này, đầu tư mạo hiểm không thích hợp, vốn dĩ thực lực của bạn chưa đủ mạnh, nguồn vốn lúc này lại không có. Càng mù quáng đầu tư càng dễ thua lỗ, không nên tiến hành, nên chờ thời cơ tốt thích hợp hơn. Vận trình lâm thai nên vẫn còn khá yếu ớt, thụ động, mưu sự khó thành, nhất là những việc quan trọng nên tránh thì hơn. Có thời gian bạn nên học hỏi tích lũy kinh nghiệm, khi thời cơ đến sẽ tiến hành, đánh nhanh, thắng nhanh, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Khi đi xa, tuổi Tỵ cần chú ý giữ gìn bảo quản hành lý cẩn thận, tránh bị mất cấp, đồng thời hạn chế mang trên người nhiều đồ quý giá, nhiều tiền mặt, kẻo thu hút kẻ xấu, họa vô đơn chí, vừa mất tiền vừa nguy hiểm đến tính mạng.
Luận về phương diện tình duyên của tuổi Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tháng 2 âm lịch dự báo nguyệt lệnh thai giúp nhân duyên của tuổi Tỵ đang manh nha phát triển, tạo nên những cơ hội tình cảm khá bất ngờ cho bản mệnh. Nhìn chung, vận tình duyên khá sáng rõ và dễ có được những chuyển biến tích cực. Những mối quan hệ gia đình khá vui vẻ, hòa đồng, dù các thành viên trong gia đình có khoảng cách thế hệ, nhưng điều đó không quá ảnh hưởng tới tình cảm và sợi dây liên kết giữa mọi người. Người độc thân, chuyện tình cảm cá nhân êm đềm và không có điều gì phải lo nghĩ. Một vài cảm xúc đặc biệt cũng được nhen nhóm trong tháng này, mang tới nhiều trải nghiệm thú vị. Còn giáp này chỉ cần mở lòng mình hơn, suy nghĩ thoáng hơn về mọi chuyện thì cơ hội đón nhận tình cảm không thiếu. Tháng này có thể bạn có lộc xuất hành, vui chơi nữa đấy. Trong những dịp như vậy, nếu có gặp gỡ với người tương hợp, bạn cũng nên chủ động tạo cơ hội cho cả đôi bên. Luận về sức khỏe của tuổi Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch này không phải lo lắng về vấn đề sức khỏe, tinh thần của những chú rắn hoàn toàn phấn khởi, sức khỏe dồi dào, không ốm đau bệnh tật. Nên nhớ tinh thần là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tới sức khỏe. Đừng để áp lực công việc, tài chính, chuyện tình cảm bào mòn thể chất của bạn. Hãy suy nghĩ đơn giản, hành động tích cực, bạn sẽ sớm tìm ra cách để khắc phục mọi chuyện. Giữ đầu óc luôn nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bạn vẫn nên áp dụng các chế độ dưỡng sinh theo mùa để tăng cường thể trạng, tránh nóng giận thái quá mà tổn hao đến sức khỏe. Đặc biệt, sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh mang tới điềm báo xui xẻo về tai nạn bất ngờ. Những ai thường xuyên phải di chuyển, đi xa cần thận trọng. Khi tham gia giao thông cần tuân thủ luật lệ, đã uống rượu bia thì không lái xe, tránh gây nguy hiểm cho tính mạng của mình và người khác. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Thời điểm thuận lợi để xác lập thai nghén cho những kế hoạch dài hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh lá. 2. Tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Mạo hiểm không phải là quyết định khôn ngoan vào lúc này. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 3. Tuổi Đinh Tỵ, mệnh Thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Tài khí sáng nhưng còn bấp bênh, tránh đầu tư mạo hiểm. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. 4. Tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Nhân duyên manh nha phát triển, nhiều cơ hội tình cảm bất ngờ. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu cam, màu đen. 5. Tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Chú ý giữ an toàn khi di chuyển tham gia giao thông. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng. Tử vi tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Ngọ, hung khí tăng mạnh, vượng vận tiểu nhân. Theo tử vi tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần, tuổi Ngọ có thể lao đao nhiều bề khi đối đầu với cục diện tương phá, lại thêm cả nguyệt lệnh rơi vào đất tuyệt, hung khí tăng mạnh, vận tiểu nhân trong tháng khá vượng, làm gì cũng có cảm giác khó thành thì liên tục bị cản trở. Tiến độ công việc trì trệ, mọi việc tiến triển y ạch
và dường như những rắc rối đó lại xuất phát từ yếu tố con người mà nên. Các mối quan hệ của bạn cũng khó suôn sẻ như ý muốn. Làm gì cũng phải cẩn trọng, chớ nôn nóng. Cũng đừng quá tin tưởng ai đó mà dễ mang họa hoặc gây ra những thiệt hại trong công việc của mình. Tháng này dù được thiên đức các tinh chiếu mệnh, nhưng năng lượng chưa đủ để xua tan vận xui đeo bám bản mệnh. Thời điểm này, bạn phải tự thân nỗ lực mới mong có cơ hội chuyển mình. Đừng dựa dẫm vào vận may hay bất cứ ai nếu không muốn nhận lại chỉ toàn thất vọng. Tài lộc vẫn có những khoản thu về nhất định, chủ yếu đến từ nghề tài trái hay việc kinh doanh buôn bán. Thứ tài, vượng cũng giúp cho bạn yên tâm phần nào khi đủ tiền để trang trải cuộc sống thường ngày. Trong một tháng nhiều hung tinh như thế này, hiện tượng phá tài vẫn luôn tiềm ẩn, bạn nên cẩn trọng trong đầu tư, kinh doanh. Đường tình duyên không quá sáng, thậm chí còn nhiều nguy cơ rạn nứt do có tường phá tác động. Đôi lứa thường xuyên xảy ra tranh cãi, đấu khẩu vì những chuyện không đáng nói. Điều này có thể do bức xúc dồn nén lâu ngày nhưng không được giải quyết mà ra. Sức khỏe của tuổi ngọ trong tháng này cũng có dấu hiệu giảm sút do suy nghĩ, mải mê với công việc. Hung vận lớn cũng dễ gây ra họa huyết quang trong quá trình làm việc đi lại, bạn nên đặc biệt chú ý. Ngoài ra, khi thấy cơ thể có dấu hiệu lạ, khó chịu, cần ngay lập tức đi khám sớm để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh nếu có, để tránh lâu ngày tình trạng thêm nguy kịch. Luận về phương diện sự nghiệp của tuổi ngọ trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Theo tử vi tháng 2 âm lịch này, cục diện tương phá thái tuế xuất hiện trong vận trình tháng mới của người tuổi ngọ, cảnh báo đây sẽ là một tháng nhiều vất vả và trừng triên với con giáp này. Lại thêm nguyệt lệnh lâm tuyệt, công việc trở nên khó khăn hơn rất nhiều, khiến bạn trở tay không kịp. Hung khí tăng mạnh, vận tiểu nhân trong tháng khá vượng, làm gì cũng có cảm giác khó thành khi liên tục bị cản trở, muốn ổn định làm việc tốt của mình cũng không xong. Tiến độ công việc trì trệ, mọi việc tiến triển y ạch và dường như những rắc rối đó lại xuất phát từ yếu tố con người mà nên. Các mối quan hệ của bạn cũng khó suôn sẻ như ý muốn, do đó hành sự hết sức thận trọng, ăn nói giữ mồm giữ miệng, tránh lo chuyện bao đồng, kẻo vướng họa thị phi, lợi bất cập hại. Tiểu nhân chẳng những giở trò ném đá giấu tay, đứng trong bóng tối để rình rập thừa cơ hội để hãm hại bạn, mà còn gây đủ trò cạnh tranh gay gắt. Những vấn đề bất lợi xảy ra khiến bạn không kịp có sự chuẩn bị, chỉ cần biết cách đương đầu trực diện. Cũng vì lý do đó mà bản mệnh mất khá nhiều thời gian để xử lý, nhiệm vụ bị đình trệ, kém hiệu quả, sự tín nhiệm có thể giảm sút, cơ hội thăng tiến ngày càng thu hẹp. Tháng này dù có thiên đức các tinh chiếu mệnh, nhưng năng lực chưa đủ để xua tan vận xui đeo bám những người tuổi ngọ. Thời điểm này bản mệnh phải tự thân nỗ lực mới mong có cơ hội chuyển mình. Đừng dựa dẫm vào vận may hay bất cứ ai nếu không muốn nhận lại chỉ toàn thất vọng. Cũng đừng vội vàng tham lam thực hiện các mục tiêu dài hạn, làm gì cũng phải cẩn trọng, chớ nôn nóng, cũng đừng quá tin tưởng ai đó mà dễ mang họa hoặc gây ra những thiệt hại trong công việc của mình. Luận về phương diện tài lộc của tuổi ngọ trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Trái ngược với vận trình công việc, tài lộc trong tháng 2 âm lịch này của người tuổi ngọ có nhiều điểm sáng bất ngờ. Có chính tài, không có sự biến động do công việc đang gặp phải nhiều trục trặc, nhưng thứ tài liên tục mang tới may mắn và niềm vui bất ngờ. Thiên tài báo hiệu, ngoài nguồn thu nhập chính, bạn còn có thêm nguồn thu phụ chủ yếu đến từ nghề tài trái hay việc kinh doanh buôn bán.
Khoản thu nhập này giúp cho con giáp này yên tâm phần nào khi đủ tiền để trang trải cuộc sống thường ngày. Điềm báo tử vi còn nhắc nhở, trong một tháng nhiều hung tinh như thế này, hiện tượng phá tài vẫn luôn tiềm ẩn. Con giáp này nên cẩn thận trong đầu tư, kinh doanh, đặc biệt tránh xa các trò mai rủi cờ bạc đỏ đen, kẹo trắng tay. Theo cũ cung phi tinh tháng, lục bạch chủ tăng tiến tài lộc bay vào hướng chính nam, gặp cửu tử chủ may mắn hỷ khí tại đó. Đây cũng được coi là phương vị các lợi về vận tài của bạn trong tháng. Gia chủ tuổi ngọ có thể sử dụng các biểu tượng phong thủy như ngũ tiền đế, tùy hưu, hưu tài lộc tại hướng nam ở phòng khách, cửa hàng tại nơi làm việc để kích hoạt các khí của hai các tinh này để thu hút tiền của dồi dào thịnh vượng, đồng thời xua đi hung vận. Luận về phương diện tình duyên của tuổi ngọ trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 đối với những người tuổi ngọ nhận thấy đường tình duyên của bản mệnh không quá sáng, thậm chí còn nhiều nguy cơ rạn nứt do tương phá tác động. Do đó, có thể những vết rạn nứt đã xuất hiện từ lâu nhưng nay mới thật sự hiện diện rõ ràng. Đôi lứa thường xuyên xảy ra tranh cãi, đấu khẩu vì những chuyện không đáng nói. Điều này có thể do bức xúc dồn nén lâu ngày nhưng không được giải quyết mà ra. Bản thân con giáp này cũng có xu hướng quan tâm tới công việc nhiều hơn là chuyện tình cảm, vì vậy mà đôi bên có phần xa cách, mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh. Với người đã có gia đình, con giáp này có khá nhiều mối quan hệ phức tạp với người khác giới, trong cả công việc lẫn cuộc sống, nên rất dễ khiến gia đình lục đục. Bạn nên xem xét lại bản thân, đồng thời giữ khoảng cách phù hợp để không gây nên những chuyện dễ hiểu lầm. Người độc thân vẫn chưa tìm ra cách để cải thiện hiện trạng của mình. Có thể bạn đang đặt yêu cầu quá cao nên nhìn ai cũng thấy chưa hài lòng. Có người lại do mải mê phát triển sự nghiệp cá nhân nên chưa muốn bước chân vào một mối quan hệ gắn kết lâu dài. Bản thân bạn cũng không muốn ai đó ràng buộc mình vào ngay lúc này. Thực tế, tình yêu có sức mạnh diệu kỳ có thể đem đến nguồn động lực lớn lao mà bạn không ngờ tới. Đừng nhìn nhận về thứ tình cảm đẹp đẽ đó bằng cái nhìn quá tiêu cực. Có người ở bên cạnh để chia sẻ và quan tâm chăm sóc là những trải nghiệm hết sức tuyệt vời, nên đừng nghĩ tình yêu đồng nghĩa với sự trói buộc. Luận về phương diện sức khỏe của tuổi ngọ trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Sức khỏe của tuổi ngọ trong tháng 2 âm lịch này có dấu hiệu giảm sút do lo nghĩ, mải mê với công việc. Nếu không sớm điều chỉnh giữa làm việc và nghỉ ngơi, bạn có thể sẽ gặp nhiều tình trạng bất lợi do lao lực. Hung vận lớn cũng dễ gây ra họa huyết quang trong quá trình làm việc, đi lại, bạn nên đặc biệt chú ý. Ngoài ra, khi cơ thể có dấu hiệu lạ thường, khó chịu, cần lập tức đi thăm khám bác sĩ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh nếu có, để tránh lâu ngày tình trạng bệnh trở nên nguy kịch. Theo phi tinh, nhị hắc trụ ốm đau, bệnh tật bay vào trung cung, vị trí chính giữa của ngôi nhà hay căn phòng. Đây là vị trí tích tụ nguồn năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn và gia đình, nên cần phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, thường xuyên để giảm thiểu hung khí của nhị hắc. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Một tuổi giáp ngọ mệnh kim, nam sao vân hớn, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Công việc trở nên khó khăn hơn, vận tiểu nhân khá vượng. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi hợi, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi thìn, màu sắc may mắn, màu nâu, màu đỏ.
2. Tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết: hung khí tăng mạnh, làm gì cũng có cảm giác khó thành. Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: màu cam, màu hồng. 3. Tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết: có thêm nguồn thu phụ đến từ nghề tài trái hay kinh doanh. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mão. Màu sắc may mắn: màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ, nam sao Vân Hớn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết: đường tình duyên không quá sáng, nhiều nguy cơ rạn nứt. Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dần. Màu sắc may mắn: màu hồng, màu tím. 5. Tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết: sức khỏe có dấu hiệu giảm sút do lo nghĩ, mải mê với công việc. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu nâu. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Mùi, vận trình đại cát đại lợi nhờ quý nhân dìu dắt. Tử vi tháng 2 âm lịch này đối với tuổi Mùi, bản mệnh bước sang tháng mới có tam hợp thái tuế trợ mệnh nên vận trình đại cát đại lợi, làm gì cũng thông thuận suôn sẻ. Quý nhân xuất hiện mang tới cho con giáp này những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp. Công việc có nhiều chuyển biến tích cực, dù vẫn có không ít thách thức, nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt. Các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn động trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Tuy nhiên, nguyệt lệnh Lâm Mậu khiến tâm tính bản mệnh dễ thay đổi, cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu. Chớ đừng đứng núi này mà trông núi nọ, hay ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc, kẻo phá hỏng lợi thế và may mắn mà mình đang có được. Theo đà công việc tăng tiến nên tài lộc cũng khởi sắc hơn. Người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn. Người buôn bán kinh doanh có lộc về thu nhập tăng lên đáng kể. Ngoài ra con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng lợi tức. Đây cũng là tháng có đào hoa nở rộ trong số mệnh của người tuổi Mùi. Điều này có lợi nhất với người độc thân, bản mệnh mở rộng mối quan hệ, được may mối giới thiệu cho những mối nhân duyên tốt lành phù hợp. Song với người có đôi có cặp, dễ gặp rắc rối khi tiếp xúc với người khác giới, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Sức khỏe của tuổi Mùi trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần này khá ổn định. Bạn chỉ cần duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức thì không có gì phải lo ngại. Tuy vậy cần cẩn trọng, bạch hổ hung tinh gây điềm báo sát thương, tai nạn bất ngờ xuất hiện xa, cần đặc biệt lưu tâm. Luận về phương diện sự nghiệp của tuổi Mùi trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Trong tháng 2 âm lịch này, con giáp tuổi Mùi có thể hoàn toàn yên tâm về vận trình tháng mới nhờ sự xuất hiện của cục diện tam hợp. Công việc trong tháng hầu hết đều tiến triển thuận lợi, sở cầu như nguyện, làm gì cũng đạt được thành quả đáng mừng. Tháng này bạn có quý nhân phù trợ, những lúc khó khăn đều nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp, không lo đơn thân độc mã. Các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn động trước đó cũng kịp thời giải quyết nhanh chóng. Tinh thần hăng say giúp cho con giáp này đang đạt được những hiệu suất rất cao, đôi khi còn khiến những người xung quanh
thấy ngỡ ngàng. Dù vẫn không có ít thách thức nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt của mình, lại thêm lối tư vi nhạy bén. Cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi đâu, làm gì, bạn cũng được coi trọng, đề bạt đảm nhiệm trọng trách. Các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp cho việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Bạn cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng tiềm năng. Với những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh đầu tư nào đó, đây là thời điểm lý tưởng để triển khai. Vạn sự khởi đầu nan, dẫu trong quá trình có vấp phải những khó khăn cũng là chuyện thường tình, bởi không có việc gì là dễ dàng ngay từ đầu. Con giáp này cần hết sức kiên nhẫn. Đặc biệt là khi nguyệt lệnh lâm mộ khiến cho tâm tính của những người tuổi Mùi dễ thay đổi, cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu của mình, chớ đừng đứng núi này mà trông núi nọ hay ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc, kẻo phá hỏng lợi thế và may mắn của mình đang có được. Bản mệnh có năng lực, chỉ thiếu chút nhẫn nại nữa là ok. Luận về phương diện tài lộc của tuổi Mùi trong tháng 2 âm lịch, tin vui là bản hợp thái tuế sẽ giúp tài vận của người tuổi Mùi chuyển biến tích cực, có những bước tiến đột phá trong tháng Quý Mão này. Theo đà công việc tăng tiến nên tài lộc cũng khởi sắc hơn. Chính tài tăng nhẹ, người làm công ăn lương vẫn có thu nhập ổn định nên không lo thiếu thốn. Với những năng lực mà bạn đang thể hiện, bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức bỏ ra. Tất nhiên, có làm ắt sẽ được ghi nhận, không làm thì ngược lại. Thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc, lợi cho đường kinh doanh buôn bán đầu tư, thu nhập tăng lên đáng kể khi bản mệnh luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát. Dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn, người nào đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì có thể bắt đầu vào tháng này là khá phù hợp. Có điều, may mắn đến cùng một lúc có thể đi bất cứ lúc nào. Quyết định thành hay bại vẫn ở chính khả năng và sự nỗ lực của con giáp này. Đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang quá sớm, kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất đáng tiếc. Ngoài ra, con giáp này cũng cần nhận được khoản tiền bất ngờ. Có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng lợi tức, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, những người tuổi Mùi vẫn nên có sự đề phòng dưới sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh. Nguy cơ hao tài tổn của vẫn luôn tiềm ẩn nếu bạn chủ quan. Trong tháng, nếu phát sinh những giao dịch tiền bạc quan trọng hay vấn đề vay mượn tiền của, tuổi Mùi nên đề cao cảnh giác, đừng bị lừa gạt hay dính dáng tới pháp luật. Luận về phương diện tình duyên của tuổi Mùi trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tử vi tháng 2 âm lịch nhận thấy đây là tháng có đào hoa nở rộ trong mệnh số của những người tuổi Mùi. Điều này có lợi nhất với những người độc thân. Bản mệnh được mở rộng mối quan hệ, may mối, được giới thiệu cho những đối tượng phù hợp. Nhiều mối nhân duyên tốt lành đưa tới. Đây là dịp thuận lợi để bạn có thể tìm cho mình đối tượng phù hợp. Nếu thấy tiêu chuẩn chọn người yêu của bạn đang quá cao, có thể hạ thấp một chút. Cốt lõi là để tình cảm tiến triển theo lẽ tự nhiên, đừng quá cưỡng cầu. Bên cạnh đó, nhân duyên cũng chỉ là thứ vô hình, có nắm bắt được hạnh phúc trong tay hay không phụ thuộc phần lớn vào sự lựa chọn và cách ứng xử của bạn. Khi trái tim đã rung động, hãy mạnh dạn bày tỏ tấm chân tình, do dự quá lâu, cơ hội sẽ vụt mất. Trái ngược với người độc thân, các cặp đôi hay vợ chồng lại dễ rập rắc rối do đào hoa quá vượng. Tính chất công việc khiến bạn thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người khác giới.
đôi khi không tránh được những buổi xã giao gặp gỡ. Trong những trường hợp như thế này, nếu không có cách ứng xử hợp lý, dễ gây ra hiểu lầm, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Kiến nghị với tuổi Mùi làm gì cũng nên suy nghĩ chín chắn, nghiêm cẩn, giữ mình, nhất là nam mệnh. Luận về phương diện sức khỏe của tuổi Mùi trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Bước sang tháng 2 âm lịch tháng Quý Mão, sức khỏe của những người tuổi Mùi khá ổn định, gần như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại. Ngoài một vài triệu chứng cảm mạo vặt do thời tiết thay đổi. Dù vậy, bạn cũng vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, đừng cậy sức khỏe mà thầm công tiếc việc, làm việc quần quật bất kể ngày đêm. Tuy nhiên, do trong tháng có bạch hổ hung tinh chiếu mệnh, có thể gây điềm báo sát thương, tai nạn bất ngờ, nhắc nhở con giáp này đi đứng cẩn thận, tuân thủ luật lệ giao thông. Cẩn thận khi sử dụng những đồ kim loại sắc nhọn trong nhà hay lao động chân tay. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. 1. Tuổi Ất Mùi mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú khẩu quyết. Công việc tiến triển thuận lợi, làm gì cũng đạt được thành quả đáng mừng. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hợi. Khẩu quyết, các mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa, làm ăn thêm thuận lợi. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu xanh, màu trắng. 3. Tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Cả chính tài lẫn thứ tài đều khởi sắc đáng mừng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu cam, màu xám. 4. Tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, tháng có đào hoa nở rộ, lợi cho người độc thân. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu nâu, màu cà phê. 5. Tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hợi, khẩu quyết, đề phòng hung tinh gây điềm sát thương, tai nạn bất ngờ. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Thân, không nên thể hiện cái tôi quá mạnh. Tháng 2 âm lịch này khuyên người tuổi Thân cần tập trung cải thiện các mối quan hệ xã giao, không nên thể hiện cái tôi quá mạnh, nên lắng nghe ý kiến của mọi người để ngày càng hoàn thiện bản thân sẽ tốt hơn. Sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn đi xa hơn so với khi làm việc độc lập một mình. Theo tử vi học, trong tháng 2 âm lịch này có nguyệt lệnh rơi vào đất tử ở Thân, con giáp này có thể sẽ sớm đón được tháng trước khó sao thuận, vận khí có xu hướng giảm sút gây không ít trở ngại, đòi hỏi con giáp này phải thật cẩn thận ứng phó, tránh gây ra ảnh hưởng tồi tệ hơn lên toàn cục diện. Công việc khá bận rộn, áp lực cũng không nhỏ, nhưng được các tinh nâng đỡ nên vẫn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến khi bạn chứng tỏ được năng lực của mình. Chỉ cần bạn làm việc có sự tính toán, kế hoạch ổn thỏa, con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón bạn. Thời gian này tuổi Thân cần tập trung cải thiện các mối quan hệ xã giao, không nên thể hiện cái tôi quá mạnh, nên lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh để ngày càng hoàn thiện bản thân sẽ tốt hơn. Tình hình tài chính trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần này bình ổn, không có quá nhiều biến động. Chính tài chững lại, chưa thấy dấu hiệu tăng. May mắn thứ tài có chút khởi sắc,
Kinh doanh, buôn bán hay đầu tư có thể thu lời nhưng không nhiều. Bạn vẫn nên lên kế hoạch chi tiêu cho từng giai đoạn để hạn chế mắc sai lầm. Chuyện tình cảm gặp bất lợi vì tuổi này có xu hướng quan tâm tới cảm xúc của mình nhiều hơn là suy nghĩ và cảm nhận của đối phương. Các cặp vợ chồng dễ có mâu thuẫn, hoài nghi, hiểu lầm lẫn nhau khiến ai cũng mệt mỏi, không khí gia đình căng thẳng. Người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý nên tâm trạng khá chán nản. Sức khỏe của những người tuổi Thân có dấu hiệu giảm sút. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, khó tập trung làm việc được. Con giáp này nên chú ý cải thiện chế độ dinh dưỡng, tăng cường luyện tập và luôn suy nghĩ lạc quan tích cực, hành xử vui vẻ để tâm lý thoải mái. Có như vậy, sức khỏe mới cải thiện tốt lên và duy trì ổn định được lâu dài. Luận về sự nghiệp của tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tử vi tháng 2 âm lịch này cho biết, người tuổi Thân không được nguyệt lệnh ủng hộ nên làm gì cũng có cảm giác trục trặc bất thuận. Tuy nhiên khó khăn chỉ là nhất thời, bản mệnh vẫn có cơ hội chuyển mình khi đủ nỗ lực và kiên trì tự chiến thắng số mệnh. Nguyệt lệnh lâm tử khiến công việc trong tháng có phần ảm đạm. Lúc này nếu con giáp này không tập trung và nghiêm túc thì rất dễ mắc phải sai lầm, để lại hậu quả không dễ gì mà giải quyết được. Nhất là những việc liên quan đến thủ tục giấy tờ hành chính. Nhiều khi đã mất tiền rồi mà vẫn chưa giải quyết êm xuôi, phải mất công, mất sức, tổn hao trí lực. Dù vận khí sa sút như vậy nhưng bạn vẫn không có ít các tinh che chở, có thể tìm được ánh sáng trong hoàn cảnh tối tăm. Được hai các tinh tử vi và giải thần chiếu mệnh, công việc trước khó sau thuận. Khối lượng công việc nhiều khiến bạn thường quay cuồng bận rộn, áp lực cũng không nhỏ nhưng vẫn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến khi bạn chứng tỏ được năng lực của mình. Chỉ cần con giáp này làm việc có sự tính toán, kế hoạch ổn thỏa, con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón bạn. Vì thế tháng này đòi hỏi bản mệnh phải tập trung tinh thần cao độ, chánh lối làm việc tùy hứng, thích làm gì thì làm, không thích thì từ bỏ. Có như vậy mới tránh được thất bại. Một khi đã xác định phương hướng và mục tiêu rõ ràng, con giáp này cần căn cứ vào kế hoạch lập sẵn là mọi việc sẽ đâu vào đấy. Đây cũng là lúc bạn thể hiện sự nhẫn nại, kiên nhẫn, vận dụng tinh thần sáng tạo để tự tạo ra lợi thế cho bản thân mình. Có khả năng cao, bản mệnh sẽ cho ra đời những ý tưởng sáng tạo vô cùng táo bạo và mang giá trị cao, được hưởng lợi không ít từ đó. Thời gian này, tuổi Thân cần tập trung cải thiện các mối quan hệ xã giao vì vận khí giảm. Nếu không có quý nhân giúp sức, e rằng một mình bản mệnh ứng phó với khó khăn sẽ vô cùng vất vả. Đừng nên thể hiện cái tôi quá mạnh, hãy nghe ý kiến của mọi người xung quanh để ngày càng hoàn thiện bản thân sẽ tốt hơn. Vì sức mạnh tập thể sẽ giúp cho bạn đi xa hơn so với khi làm việc độc lập đơn côi một mình. Luận về phương diện tài lộc của tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Theo tử vi tháng 2 âm lịch này, những người tuổi Thân không có tài tinh chiếu mệnh nên tình hình tài chính chỉ ở mức bình ổn, không có quá nhiều biến động. Chính tài chững lại, chưa thấy dấu hiệu tăng. May mắn thứ tài có chút khởi sắc, kinh doanh buôn bán hay đầu tư có thể thu lời nhưng không nhiều. Bạn vẫn nên lên kế hoạch chi tiêu cho từng giai đoạn để hạn chế sai lầm. Với người không mưu cầu quá cao, tình trạng bình ổn này có thể vẫn khá lý tưởng đối với bạn. Bạn cũng không quá vội vàng hay lo lắng. Nhưng nếu là người giàu tham vọng, con giáp này sẽ sớm sốt ruột và muốn nhanh chóng tìm ra cách để thúc đẩy thu nhập tăng tiến hơn.
Tuy vậy, nếu đang ấp ủ dự định hay kế hoạch đầu tư cần sử dụng nguồn vốn lớn, bạn cần tính toán hết sức thận trọng, kẻo vận khí sa sút sẽ khiến mưu sự khó thành, tiền bạc như muối bỏ biển, lợi bất cập hại. Đừng quên tháng này nguyệt lệnh rơi vào đất tử. Nếu có đầu tư kinh doanh nên tiến hành ở quy mô nhỏ, tránh hùng quá nhiều vốn cùng một lúc không thu hồi được vốn liếng. Xem phi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào hướng Tây Nam gặp nhị hắc hung tinh. Nơi này cần được chú trọng dọn dẹp sạch sẽ và bài trí phong thủy hợp lý thì tài khí của gia chủ mới vượng. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Thân luận về phương diện tình duyên. Xét về phương diện tình cảm, đây không phải là tháng may mắn về nhân duyên cho những người tuổi Thân. Nguyệt lệnh Lâm Tử khiến bạn trở nên đa sầu đa cảm, dễ suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến nhiều muộn phiền. Nhưng khó chia sẻ với người khác, tâm trạng lúc nào cũng trĩu nặng. Người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý nên tâm trạng khá chán nản. Nhưng nhân duyên chưa tới thì cũng không thể cưỡng cầu, đừng quá đặt nặng. Phải có ai đó bên cạnh nếu bạn vẫn đang tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Với các cặp đôi mối quan hệ của cả hai rơi vào tình trạng gay go, vết rạn nứt ngày càng lớn hơn, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ do chính bản thân con giáp này. Bạn có xu hướng quan tâm tới cảm xúc của mình nhiều hơn là suy nghĩ và cảm nhận cho đối phương. Chính sự áp đặt của bạn thường châm ngòi mâu thuẫn giữa cả hai. Bạn vẫn nghĩ vấn đề của mình là quan trọng và cần được ưu tiên nên sẵn sàng gạt ngang những điều mà nửa kia chia sẻ. Sự bất công này khiến cả hai hiếm có cuộc nói chuyện nào kết thúc trong hòa bình. Các cặp vợ chồng cũng dễ có mâu thuẫn, hoài nghi, hiểu lầm lẫn nhau khiến ai cũng mệt mỏi, không khí gia đình căng thẳng, đôi bên nên có cuộc nói chuyện rõ ràng để sớm chấm dứt tình trạng hiện tại. Luận về phương diện sức khỏe của tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Bước sang tháng mới, người tuổi Thân nên chú ý hơn tới việc chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Làm việc quá sức có thể khiến bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, quể quải, như vậy khó tập trung vào công việc được. Để cải thiện tình hình, con giáp này nên chú ý cải thiện chế độ dinh dưỡng, tăng cường luyện tập và luôn suy nghĩ lạc quan. Hành xử vui vẻ để tâm lý thoải mái, có như vậy sức khỏe mới tốt và duy trì ổn định lâu dài được. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. 1. Tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, làm gì cũng có cảm giác trục trặc, cần nỗ lực nhiều hơn. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, áp lực không nhỏ nhưng tiềm ẩn nguy cơ tăng tiến khi chứng tỏ được năng lực. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Canh Thân, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, tài lộc chỉ ở mức bình ổn, không có quá nhiều biến động. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu tím, màu trắng. 4. Tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, tình cảm xuất hiện nhiều vấn đề bất lợi, trở nên đa sầu đa cảm. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu đen, màu đỏ. 5. Tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết,
chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, tăng cường tập luyện. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi hợi, tiểu nhân tuổi tí, tuổi mùi, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 cho tuổi Dậu. Không có ý hại người nhưng dễ bị người hại. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Dậu cho thấy công việc của con giáp này thiếu tính đột phá, lại dễ xảy ra xung khắc với những người làm việc chung. Không có ý hại ai nhưng dễ bị người khác hại, khiến tiến trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần này, người tuổi Dậu sẽ khó có được những phút giây an nhàn thoải mái như mong muốn khi vận trình sa sút khá mạnh ở nhiều phương diện. Do bị nhiều hung tinh ảnh hưởng, bản mệnh mưu sự không thuận lợi ngay từ đầu, phải hết sức kiên nhẫn. Công việc thiếu tính đột phá là dễ xảy ra xung khắc với những người làm việc chung. Không có ý hại người nhưng dễ bị người hại, khiến tiến trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuổi Dậu gặp xung thái tuế nên dễ rơi vào vòng xoáy cạnh tranh đấu đá, khối lượng công việc ngày một nhiều, đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ, bằng không sẽ phạm sai lầm ảnh hưởng đến uy tín. Tháng này, bản mệnh còn có thể được giao trọng trách nào đó khó nhằn, tốn nhiều công sức và thời gian để giải quyết mà không nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Hãy kiểm soát cảm xúc tốt, suy nghĩ tích cực hơn để sớm thoát khỏi mớ bồng bông này. Dấu hiệu phá tài rõ ràng khi bị đại hao chiếu mệnh. Điềm báo cho thấy bạn sẽ bị lừa gạt, chịu tổn thất nghiêm trọng, cần quản lý túi tiền thật chặt, đừng tin tưởng lầm người rồi lãnh hậu quả, giao trứng cho ác. Đầu tư phải thận trọng, kẻo rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân. Có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có lẽ đúng với bạn trong trường hợp này. Vận trình tình cảm trong tháng cũng dễ vướng vào chuyện không đâu. Những cuộc tranh cãi mâu thuẫn nổ ra liên miên, bào mòn sự kiên nhẫn của đôi bên, đổ vỡ hoàn toàn có thể ập đến bất cứ lúc nào từ những chuyện nhỏ nhặt. Về phương diện sức khỏe, con giáp này cũng cần đặc biệt lưu tâm. Nguyệt lệnh lâm bệnh ở Dậu có thể mang theo những điềm báo xui xẻo bất ngờ. Bệnh thật hoành hành, bản mệnh cần có những biện pháp dưỡng sinh, luyện tập thể thao hợp lý để tăng cường thể lực để đẩy lùi bệnh tật. Luận về sự nghiệp của tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Bước sang tháng Quý Mão, người tuổi Dậu bị cục diện tương xung khắc chế, khó phát huy năng lực như mong muốn, lại thường vướng phải những rắc rối từ trên trời rơi xuống nên khó khăn chồng chất khó khăn. Khối lượng công việc ngày một nhiều, đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ, bằng không sẽ phạm sai lầm ảnh hưởng đến uy tín. Tháng này bản mệnh còn có thể được giao trọng trách nào đó khó nhằn, tốn nhiều công sức và thời gian để giải quyết mà không nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Do bị hung tinh ảnh hưởng, bản mệnh không có ý hại người nhưng dễ bị người hại, mưu sự không thuận lợi ngay từ ban đầu. Phải hết sức kiên nhẫn, công việc thì thiếu tính đột phá lại dễ xảy ra xung khắc với những người làm việc chung khiến tiến trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, vận trình công việc của tuổi Dậu trở nên sa sút do xuất hiện của tiểu nhân quấy phá. Các mối quan hệ xã giao giữa bản mệnh với đồng nghiệp, bạn bè, cấp trên thiếu sự hài hòa là nguyên nhân chính khiến bạn trướng vào những rắc rối thị phi, thậm chí cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong tập thể. Dù bản mệnh luôn tâm niệm, không xen vào chuyện không liên quan đến mình, nhưng con giáp này luôn bị kéo vào vòng xoáy cạnh tranh, đấu đá một cách vô tình, đến ghi nhận ra là sự đã rồi.
Một phần cũng do tháng có nguyệt lệnh lâm bệnh, tâm lý của người tuổi Dậu lại càng bất ổn hơn, có xu hướng tự thu mình lại, tránh đám đông. Tâm tư tình cảm không thoải mái cũng là nguyên nhân kéo hiệu quả công việc giảm sút, thậm chí dễ tuột khỏi tay mối làm ăn hời, hậu quả khôn lường. Do đó con giáp này nên học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn, suy nghĩ tích cực hơn để sớm thoát khỏi mớ bồng bông này. Hãy tạm chấp nhận cuộc sống thực tại, hãy thoáng về phía trước, hướng về nhiều điều tốt đẹp, tinh thần của bạn sẽ thoải mái hơn nhiều, còn không thì quá bế tắc. May mắn trong tháng này có hữu vật cát tinh phụ trợ, lại thêm thiên ấn mang tới nguồn khí vượng giúp cho người tuổi Dậu thêm mạnh mẽ trên con đường sự nghiệp để đương đầu với mọi chuyện xảy ra. Tiếp tục theo đuổi đam mê, mọi việc rồi sẽ suôn sẻ. Dù bị tiểu nhân quấy phá nhưng cay ngay không sợ chết đứng. Bạn hãy bình tĩnh vượt qua thị phi, chủ động nắm bắt cơ hội thì chắc không lo, không có bứt phá. Luận về phương diện tài lộc của tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Trong tháng 2 âm lịch này, về phương diện tài lộc của những chú gà cũng có một nỗi lo không nhỏ. Nguồn thu chính chững lại, trong khi đó hầu như không có nguồn thu phụ, mọi chi phí trong tháng đều phụ thuộc vào đồng lương chính. Tinh thần làm việc thiếu tập trung lại bị chi phối bởi rất nhiều chuyện bên lề cũng như ảnh hưởng sức khỏe, khiến con giáp này khó tập trung làm tốt mọi việc, dẫn tới kết quả không thành, thậm chí mất mát tiền của. Dấu hiệu phá tài càng rõ ràng khi bị đại hao chiếu mệnh, điềm báo cho thấy bạn sẽ bị lừa gạt, chịu tổn thất nghiêm trọng. Đã vậy, con đường kinh doanh kiếm tiền làm giàu của tuổi Dậu dễ bị cản trở. Trong tháng có thể phát sinh không ít rắc rối liên quan tới con người cũng có, pháp luật cũng khó tránh, do đó bản mệnh cẩn trọng. Khi ký kết các loại giấy tờ, văn bản giao kèm, đừng để sai một ly mà đi một dặm, rất dễ phạm phải sai lầm lớn. Người làm đầu tư càng phải thận trọng kẻo rơi vào cái bẫy của kẻ xấu, chú ý quản lý túi tiền thật chặt, đừng tin tưởng lầm người rồi lãnh hậu quả khôn lường khi giao chứng cho ác. Có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có lẽ đúng với những bạn trong trường hợp này. Với những người đang ấp ủ ý định khởi nghiệp bằng việc kinh doanh, con giáp này cũng nên xem lại vấn đề một cách nghiêm túc và căn cứ vào tình hình thực tế cũng như năng lực của bản thân tới đâu. Đừng thấy người khác làm việc dễ dàng và nghĩ rằng mình cũng có thể làm được. Vốn trong tay ít, kinh nghiệm chưa đủ, nhân sự thiếu hụt là rào cản rất lớn cho con giáp này nếu có ý định khởi nghiệp trong giai đoạn này. Bạn cần có thêm thời gian để tích lũy mọi yếu tố, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Luận về phương diện tình duyên của tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Đối với tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Dậu, con giáp này phải đương đầu với cục diện tương xung thái tuế, lại thêm ngũ hành tháng xung khắc nên vận trình càng giảm sút nghiêm trọng. Giữa các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu xuất hiện một vài mâu thuẫn trục trặc vì đủ chuyện không đâu. Những cuộc tranh cãi mâu thuẫn nổ ra liên miên bào mòn sự kiên nhẫn của đôi bên. Đổ vỡ hoàn toàn có thể ập tới bất cứ lúc nào từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Đối với những cặp đôi yêu xa, thời gian dành cho nhau không nhiều, xa mặt cách lòng, tình cảm cứ thế nguội dần. Khi niềm tin không đủ lớn, những nghi kỵ, ghen tuông, bóng gió chính là nguyên nhân giết chết tình yêu của hai bên. Các cặp vợ chồng cũng khó tránh khỏi cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Nhiều muộn phiền về tâm lý khiến con giáp này sinh giận hơn, khơi mào chiến tranh với bạn đời. Chính vì thế gia đạo bất an hơn hẳn, không khí gia đình nhiều lúc trầm lắng đến lạ thường khiến ai nấy đều cảm thấy rất áp lực.
Người độc thân vẫn giữ trong mình tư tưởng bảo thủ, sợ đi vào vết xe đổ trong quá khứ, sợ phải mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm mới, nhưng đổi lại chỉ toàn tổn thương, nên tự tay đóng lại cánh cửa hạnh phúc của chính mình. Luận về phương diện sức khỏe của tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Nguyệt lệnh lâm bệnh trong tháng 2 âm lịch này không chỉ ảnh hưởng tới thể chất mà cả tinh thần của người tuổi Dậu cũng trở nên bất an. Nhiều suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng khá lớn tới tâm lý của bản mệnh. Bạn đang tự tạo áp lực cho chính mình. Từ đó khiến cơ thể càng thêm suy nhược, ăn ngủ không ngon, ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa, hung khí còn mang theo những điềm báo xui xẻo bất ngờ, bệnh tật hoành hành, bản mệnh cần có những biện pháp dưỡng sinh, luyện tập thể thao hợp lý để tăng cường thể lực, để đẩy lùi bệnh tật nhanh chóng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dậu trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. 1. Tuổi Đinh Dậu mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết khó phát huy năng lực nên khó khăn trồng chất khó khăn. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: màu đỏ, màu hồng. 2. Tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết không có ý hại người nhưng lại dễ bị người khác hại. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Tân Dậu mệnh mộc, nam sao Vân Hấn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết dấu hiệu phá tài càng thêm rõ ràng, dễ bị lừa gạt. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Tý. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Quý Dậu mệnh kim, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết tình cảm mâu thuẫn trục trặc vì đủ chuyện không đâu trên đời. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu hồng, màu tím. 5. Tuổi Ất Dậu mệnh thủy, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết sức khỏe, thể chất và tinh thần đều sa sút một cách nghiêm trọng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Sửu. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Tuất, lúc thuận lúc nghịch nên bản mệnh phải tự thân vận động. Tử vi tháng 2 âm lịch này của tuổi Tuất cho thấy dù có lục hợp tương trợ nhưng lại không có được sự ủng hộ của nguyệt lệnh lâm suy nên mọi thứ với con giáp này lúc thuận lúc nghịch. Điều quan trọng là bạn phải tự thân vận động, càng nỗ lực chăm chỉ và càng song sáo thì càng dễ đạt được mục tiêu. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần của người tuổi Tuất, vận trình của con giáp này trong tháng mới, dù đã có phần khởi sắc hơn tháng trước, nhưng chưa rõ ràng, mưu sự vẫn thải, thận trọng, mới mong thành công. Con giáp này cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, tránh nóng vội, kẻo hỏng sự. Cung bởi, lúc đó có lục hợp tương trợ nhưng lại không có sự ủng hộ của nguyệt lệnh lâm suy nên mọi thứ lúc thuận lúc nghịch. Điều quan trọng này, con giáp cần phải tự thân vận động, càng nỗ lực chăm chỉ và càng song sáo thì dễ đạt được mục tiêu. Người nào ôm tâm lý trông chờ vào vận may hay đợi ai đó tới giúp thì sẽ chỉ ôm lấy thất vọng tràn trề. Sự nghiệp nhìn chung vẫn có tiến triển đều đều, song nội bộ nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn tranh quyền đoạt vị. Tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng khiến cho con giáp này cảm thấy bất an và chán trường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới.
Tiểu hao hung tinh chi phối tài vận trong tháng 2 âm lịch này của những người tuổi Tuất gây phá hoại tài lộc, khiến tiền tài dễ bị hao hụt. Việc kiếm tiền trở nên bấp bênh, khó tận dụng được cơ hội, lại thêm cảm giác chi tiêu eo hẹp, phát sinh nhiều khoản chi tiêu bất ngờ khi bạn không có sự chuẩn bị từ trước đó. Nhiều vấn đề phải lo lắng và suy nghĩ về công việc và cuộc sống khiến tinh thần của con giáp này dễ chán nản, không kiên định trong chuyện tình cảm. Lúc này, người tuổi Tuất cần phải có sự động viên an ủi của đối phương để sớm vực dậy tinh thần. May mắn là bản mệnh gặp được người có thể thấu hiểu được mình, mối quan hệ hai người vẫn khăng khít. Tháng này, Mão, Mộc khắc Tuất Thổ nên sức khỏe suy giảm, bệnh cũ dễ tái phát. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng thương tật hoặc tai nạn bất ngờ. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tuất luận về sự nghiệp. Trong tháng 2 âm lịch này của người tuổi Tuất cho thấy, được cục diện lục hợp che chở, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tuất trong tháng Quý Mão năm Nhâm Dần 2022 có nhiều điểm sáng. Tuy cũng có lúc thăng trầm nhưng nhìn chung vẫn luôn ở vị trí vốn có của nó. Có nỗ lực thì có thành quả thu về. Điềm báo tử vi cho thấy vận khí có thuận có nghịch. Các hung song hành nhưng nhờ có các tinh chính quan chiếu mệnh nên chỉ cần bản mệnh hành sự thận trọng, suy nghĩ kỹ càng và đưa ra kế hoạch cụ thể, đảm bảo sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng. Công việc diễn ra khá thuận lợi, dù cường độ công việc nhiều, áp lực tinh thần cũng khá lớn, nhưng làm gì cũng nên lấy ổn định làm trọng. Không được nóng vội kẻo hỏng việc. Tháng này, bạn nên dành thời gian quy hoạch lại công việc, lập kế hoạch cụ thể để không bỏ lỡ cơ hội tốt vươn lên tới thành công. Ngoài ra, tham vọng cũng là cách tốt để thúc đẩy động lực phấn đấu, nhưng đừng quá đặt nặng vấn đề thành công kẻo tự gây áp lực cho chính bản thân mình. Bạn chỉ cần tập trung làm những việc mình vốn đang theo đuổi, làm đến đâu cho ra đời kết quả rõ ràng đến đó, đừng quá tham lam những điều xa vời. Cũng trong tháng 2 âm lịch này, nguyệt lệnh lâm suy ở những người tuổi Tuất báo hiệu vận trình sẽ giảm sút về cuối tháng. Với những việc quan trọng nên chọn ngày tốt để tiến hành. Từ đầu tháng thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Do không có nguyệt lệnh ủng hộ, như vậy nên cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, tránh nóng vội, kẻo hỏng sự. Điều quan trọng là bạn phải tự thân vận động. Càng nỗ lực chăm chỉ và càng song sáo thì càng dễ đạt được mục tiêu. Người nào ôm tâm lý trông chờ vào vận may hay đợi ai đó tới giúp sức cho mình thì sẽ ôm lấy thất vọng tràn trề. Ngoài ra, nội bộ nơi làm việc cũng dễ xảy ra mâu thuẫn tranh quyền đoạt vị. Tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng khiến bản mệnh cảm thấy bất an hoặc chán trường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới. Xem lịch phi tinh tháng, lục cát tinh, chủ về chức vụ tài lộc xuất hiện ở hướng chính nam. Nơi này vượng vận khí, tài chính, tài khí. Nếu được kích hoạt phong thủy hợp lý sẽ thúc đẩy công việc hanh thông, tài lộc dồi dào. Tuổi Tuất có thể cân nhắc việc đặt một vài đồng tiền xu hoặc có điều kiện hơn thì đặt tượng cốc ba chân để chiêu dụ danh khí và tài lộc vào nhà, thúc đẩy công việc thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội thành công trong sự nghiệp. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Tuất luận về tài lộc. Trong tháng 2 âm lịch này, người tuổi Tuất bị tiểu hao hung tinh chi phối nên không mấy khả quan về con đường tài lộc. Hung tinh này gây phá hoại tài chính, khiến túi tiền dễ bị hao hụt. Lại thêm nguyệt lệnh lâm suy dễ dẫn tới việc kiếm tiền trở nên bấp bênh, dù có cơ hội nhưng khó tận dụng trọn vẹn.
tiền vào túi rồi lại có một cách dễ dàng để đi. Tháng này, tốt hơn hết bạn nên tập trung vào công việc chính, những việc ngoài luồng có thể đã đưa. Nhưng đừng chú trọng quá nhiều, có câu, một ngày thì chín còn hơn chín ngày. Dồn tinh lực cho một việc sẽ dễ thành công hơn là ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc. Việc đầu tư hay kinh doanh cũng cần phải thận trọng. Làm theo kế hoạch định hướng rõ ràng, đừng làm theo phong trào hay làm theo chỉ vì cạnh tranh với người khác. Dù có thể thành công đấy nhưng không bền vững, tài khí nhanh, tụ nhưng cũng sẽ nhanh tán. Trong tháng có nhiều việc phát sinh bất ngờ phải chi tiêu nhiều tiền. Vì không có sự chuẩn bị từ trước, sự việc xảy ra ngẫu nhiên nên bản mệnh có chút hoang mang. Theo phi tinh tháng, bát bạch chủ tài lộc bay vào hướng Tây Nam, đây là vị trí các lợi cho tiền tài của con giáp này. Nếu có thể bài trí phong thủy hợp lý, kéo sự vận dụng tốt vật phẩm phong thủy mang hành hỏa sẽ thúc đẩy vượng khí của các tinh này, thúc đẩy tài lộc càng vượng phát. Việc kinh doanh cũng thêm phần suôn sẻ. Luận về tình duyên của tuổi Tuất trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Về phương diện tình cảm, đây là một tháng bình ổn về mặt tình cảm đối với những người tuổi Tuất đã có đôi có cặp. Nhiều vấn đề phải lo nghĩ về công việc và cuộc sống khiến tinh thần của con giáp này dễ chán nản, đôi khi có phần thiếu kiên định trong chuyện tình yêu của mình. Biểu hiện rõ nhất là thái độ hời hợt, lạnh nhạt của bạn. Lúc này bạn cần có sự động viên, an ủi của đối phương để sớm vực dậy tinh thần. May mắn là bản mệnh gặp được người có thể thấu hiểu mình, mối quan hệ hai bạn vẫn kháng khích, đối phương cũng luôn xuất hiện đúng lúc để trở thành hậu phương vững chắc cho con giáp này. Người độc thân sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị nhờ lục hợp thúc nhân duyên thêm vượng, bạn có cơ hội tìm được đối tượng ưng ý. Chỉ cần bạn mạnh dạn thể hiện và nói lời yêu thương, hạnh phúc sẽ tới với bạn. Tháng 2 âm lịch này có nhất bạch đầu hoa tinh bay vào hướng Đông Nam. Tại phương vị này, bạn có thể bài trí hoa tươi, giữ không gian thoáng đãng gọn gàng để kích hoạt đào hoa thêm vượng, tốt cho chuyện tình cảm của người độc thân. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Tuất luận về phương diện sức khỏe. Trong tháng 2 âm lịch này, sức khỏe của người tuổi Tuất cũng không được chủ quan. Tháng này Mão Mộc khắc Tuất Thổ nên sức khỏe suy giảm, bệnh cũ dễ tái phát. Người tuổi Tuất cần phải biết cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Về đến nhà đừng mang theo áp lực công việc, kẻo sức khỏe càng thêm giảm sút, tình cảm gia đình cũng thiếu hài hòa. Ngoài ra bản mệnh cũng nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng thương tật hoặc tai nạn bất ngờ do sự bất cẩn của bản thân gây ra. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. 1. Tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hấn, khẩu quyết, vận khí có thuận có nghịch, cần hành sự thận trọng. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Canh Tuất, mệnh kim, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, nên dành thời gian quy hoạch lại công việc, lập kế hoạch một cách cụ thể hơn. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu nâu. 3. Tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, hung tinh gây phá hoại tài lộc, khiến tuổi Tiên dễ bị hao hụt. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu xám, màu trắng. 4. Tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hấn,
khẩu quyết, người độc thân có nhiều trải nghiệm thú vị nhờ nhân duyên đào hoa phượng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. Năm, tuổi Bính Tuất, mệnh Thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, bệnh cũ dễ tái phát. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Hợi, vận khí tăng mạnh được cả về tài lộc lẫn công danh. Xem tử vi tháng 2 âm lịch của những người tuổi Hợi, vận khí tăng khá mạnh trong tháng, các vận chiếm hoàn toàn ưu thế so với hung vận. Bạn được rất nhiều các tinh tề tụ tương trợ, vận xui xẻo trước kia tan biến, thay vào đó là vận may và niềm vui. Nghênh đón cục diện tam hợp đế vượng, công việc trong tháng mới của những chú heo càng hanh thông vô cùng. Làm gì cũng suôn sẻ, mang về cho con giáp này cả danh tiếng, tiền bạc. Bản mệnh cũng phát huy khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tài tình của mình, không còn tình trạng công việc dồn đóng, trái lại xử lý công việc nào ra việc đó. Vị thế của tuổi Hợi trong tập thể cũng ngày càng tăng lên, tất cả là nhờ uy tín của con giáp này đã gây dựng từ trước, nên được mọi người tin tưởng trong các dự án hay khi cấp trên giao nhiệm vụ. Tháng mới, tháng 2 âm lịch này cho biết, những người tuổi Hợi có nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, do đó ngày càng khẳng định được vị trí của mình. Tình hình tài chính của người tuổi này cũng có nhiều điểm sáng rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban. Nếu những ai đầu cơ thì đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện dự định của mình. Tuy nhiên, làm gì cũng nên xem xét kỹ lưỡng để tránh cái lợi trước mắt mà khiến bản thân thua thiệt. Vận nhân duyên khá lý tưởng, những người độc thân trong tháng 2 âm lịch này có thể có được lương duyên hợp lý. Không khó để tìm được cho mình tình yêu đích thực. Các cặp có đôi có cặp có thể tính chuyện lâu dài, quan hệ gia đình thuận và có không khí vui vẻ nên giúp bạn an tâm và cảm thấy hứng khởi hơn. Sức khỏe của những người tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch này cần lưu ý hơn do ngũ quỷ hung tinh rình rập, có thể phải hao tốn tiền của vì sức khỏe chữa trị bệnh tật. Cần dành sự quan tâm đặc biệt tới cơ thể của bạn, bởi có sức khỏe là có tất cả. Ngoài ra cần chú ý an toàn khi sử dụng các vật sắc nhọn hay khi tham gia giao thông. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Hợi luận về sự nghiệp. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần của tuổi Hợi cho biết, nhờ thấy được cả tam hợp thái tuế và nguyệt lệnh làm đế vượng nên rất có lợi cho sự nghiệp phát triển của người tuổi này. Vận xui xẻo trước kia tan biến, thay vào đó là vận may và niềm vui. Các khí trong tháng giúp khai thông nhiều dự án trì trệ bế tắc tưởng như đi vào ngõ cụt trước đó. Việc lớn việc nhỏ đều đạt kết quả ưng ý. Bản mệnh gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp, bỏ công lao bao ngày qua phấn đấu và chờ đợi. Cũng nhờ vậy mà cả danh tiếng tiền bạc của người tuổi Hợi cũng tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt, con giáp này cũng phát huy khả năng tổ chức và sắp xếp công việc một cách tài tình của mình. Không còn tình trạng công việc đồn đóng, trái lại xử lý việc nào ra việc đó. Tinh thần làm việc của tuổi Hợi cũng được củng cố hơn trước rất nhiều. Với lối tư duy nhạy bén cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi đâu làm gì bạn cũng được coi trọng, đề bạt đảm nhiệm những trọng trách. Nếu được trao cho cơ hội, hãy cứ mạnh dạn nhận việc và thể hiện bản lĩnh bằng tất cả kinh nghiệm mà bản thân có được.
Vị thế của tuổi Hợi trong tập thể cũng ngày càng tăng. Tất cả là nhờ uy tín của con giáp này đã gây dựng từ trước đây, nên được mọi người tin tưởng trong các dự án hay được cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng. Tháng mới cho bạn nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân, qua đó ngày càng khẳng định vị trí của mình. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao hữu hảo xuất hiện. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nhiều, bạn có được những sự san sẻ hỗ trợ kịp thời, tạo ra chất lượng sản phẩm cao hơn trước rất nhiều. Giai đoạn này, áp lực công việc của bạn giảm đi trông thấy, chỉ cần tiến hành mọi việc theo đúng kế hoạch đã định sẵn, tận tâm tận lực làm việc là không khó để chạm tay tới thành công. Tuy nhiên, dù vận khí có hành thông đến đâu, yếu tố quyết định thành bại vẫn là ở chính bạn. Bạn cần có sự thận trọng, không được tỏ ra thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, sẽ rước họa vào thân. Tử vi tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Hợi luận về tài lộc. Cùng với công việc thăng hoa là tiền bạc dồi dào, tài chính khởi sắc. Trong tháng 2 âm lịch này, tài vận của người tuổi Hợi cũng có nhiều điểm sáng rõ rệt, dễ hưởng được lộc trời ban. Được cục diện Mão, Hợi, Bán Hợp trợ lực, lại là tháng đế vượng, cũng đồng thời là một trong những tháng mà tài lộc của người tuổi này sáng nhất trong năm Nhâm Dần 2022. Thu nhập của bạn ngày càng tăng, buôn bán hành thông, cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư lớn càng nhiều. Dân làm văn phòng hay làm công ăn lương có thể mạnh dạn đề xuất tăng lương. Với những biểu hiện xuất sắc của con giáp này thì tỷ lệ được lãnh đạo chấp thuận khá cao. Dù xét về năng lực hay kinh nghiệm công tác, bản mệnh hoàn toàn xứng đáng. Đã tới lúc bạn để giá trị bản thân mình lên tầm cao mới. Tình hình kinh doanh buôn bán cũng khởi sắc trông thấy, thị trường sôi động là lúc bạn mạnh dạn xúc tiến các kế hoạch của mình. May mắn gặp nhiều khách hàng lớn, ký kết hợp đồng có giá trị, nên từ tiền cử thể mà đổ về túi. Nếu những ai có ý định đầu cơ thì đây là cơ hội tốt để thực hiện dự định của mình. Tuy nhiên, làm gì cũng nên xem xét kỹ lưỡng, tránh để cái lợi trước mắt, đặc biệt là đừng nóng vội đi theo con đường không chính đáng, là khiến cho bản thân mình thua thiệt, thậm chí rơi vào vòng lao lý. Tuy nhiên, khoảng cuối tháng là thời gian điềm báo hao tán tiền bạc do kiếp tài nhận cục. Vậy nên con giáp này cần phải chú ý bảo toàn tài sản cẩn thận. Hãy học cách chi tiêu khoa học và tránh đầu cơ mạo hiểm. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Hợi luận về tình duyên. Bước sang tháng Quý Mão, người tuổi Hợi vừa được tam hợp trợ mệnh, lại thêm ngũ hành tương sinh che chở, nên vận trình tình cảm càng thêm thịnh vượng. Đào hoa khoe sắc rực rỡ thúc đẩy nhân duyên của con giáp này phát triển theo hướng vô cùng tích cực. Những người độc thân trong tháng này có thể có được lương duyên hợp lý, không khó để tìm cho mình tình yêu đích thực. Bạn nên nhân cơ hội này chủ động mở rộng quan hệ xã giao, năng nổ gặp gỡ mọi người, tham gia vào các buổi tụ họp để tăng cơ hội cho chính mình. Các cặp đôi sau một khoảng thời gian tìm hiểu và tình cảm ngày càng bền chặt thì có thể tính chuyện lâu dài. Quan trọng là cách hai bạn chung sống và hòa hợp với nhau sau này ra sao. Đừng quá đặt nặng vấn đề râu ria khác. Mối quan hệ gia đình cũng rất hòa thuận, không khí vui vẻ nên giúp cho con giáp này yên tâm và cảm thấy hứng khởi hơn. Tuy nhiên, bát đũa cũng có lúc xô nhau. Huống gì vợ chồng sống chung cả đời, sao tránh được những sự cãi cọ hay giận hờn. Những lúc như vậy hãy chú ý hành xử của bản thân đúng chừng đúng mực, để tránh gây hiểu lầm hay hành xử thiếu cảm tính. Có thể có những lời nói tổn thương đến đối phương mà dẫn tới ân hận.
Ngoài ra, đế vượng xuất hiện trong tháng mang hàm ý về sinh con đẻ cái, bắt đầu thời kỳ hưng thịnh. Nếu có dự định sinh con, hai bạn có thể lên kế hoạch ngay trong tháng, tỷ lệ thành công rất cao. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Hợi luận về phương diện sức khỏe. Tháng này có ngũ quỷ hung tinh rình rập, sức khỏe của con giáp này có thể gặp phải nhiều vấn đề bất lợi nếu không được chăm sóc cẩn thận. Trường hợp xấu có thể phải hao tốn tiền của về sức khỏe, chữa trị bệnh tật. Để đảm bảo sức khỏe, bản mệnh cần phải duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp. Những lúc rảnh rỗi hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhất là phải ngủ đủ giấc, tránh tình trạng vì lao lực mà đổ bệnh. Ngoài ra, những chú hợi cũng nên chú ý an toàn trong khi sử dụng các vật sắc nhọn hay khi tham gia giao thông. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi hợi trong tháng 2 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi đinh hợi mệnh thổ, nam sao la hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết, khai thông nhiều dự án công việc trì trệ bế tắc từ trước đó. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. 2. Tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, vị thế ngày càng tăng, được đề bạt đảm nhiệm trọng trách. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu đỏ, màu vàng. 3. Tuổi Tân Hợi mệnh kim, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, thu nhập ngày càng tăng, buôn bán hành thông. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu trắng, màu nâu. 4. Tuổi Quý Hợi mệnh thủy, nam sao la hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết, đào hoa khoe sắc rực rỡ, thúc nhân duyên hưng vượng. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu tím, màu cam. 5. Tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, sức khỏe diễn tiến theo chiều hướng xấu do hung tinh ảnh hưởng. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ,